Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 36. Một cơn mưa máu nổ tung. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Ở dưới ánh mắt của đám người Ô Đạo Nguyên, Hình Sư, Tô Thanh Ca, Tô Tuyết Hồng, Giang Hàn Mai, hơn 100 người tu võ nổ tung trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành mưa máu. Ô Đạo Nguyên sợ tới mức lui về phía sau từng bước. Hình Sư hít một hơi lạnh. Tô Thanh Ca dại ra tại chỗ. Tô Tuyết Hồng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hai chân Giang Hàn Mai mềm nhũn, ngã xuống đất bịch một tiếng. Hơn 100 cảnh giới thánh, thánh vương. Giờ phút này, thời gian giống như dừng lại. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai người Ô Đạo Nguyên và Hình Sư, đến lượt các ông rồi. Cậu! Ô Đạo Nguyên sợ tới mức da đầu run lên, trái tim suýt nữa thì nổ tung. Tất cả sự tự tin của ông ta đều hoàn toàn biến mất vào giây phút này. Hình Sư cũng không tốt hơn là bao, con người già nua co rút lại một chút, đi. Vèo! Ông ta lập tức bay lên trời giống như sao băng. Còn muốn chạy sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười, giẫm mạnh chân xuống một cái. Mặt đất nổ tung. Trong nháy mắt anh đã đuổi theo Hình Sư, xuất hiện ở phía trên ông ta. Đạp một cú xuống. Hình Sư đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó là tức giận, cậu coi lão phu là ai? Muốn dùng chân đạp là có thể dùng chân đạp ư, cút đi cho lão phu. Ông ta hét to một tiếng. Hình Sư vận chuyển pháp tướng ma sư, lao về phía Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt hai người tiếp xúc, pháp tướng ma sư sụp đổ ầm ầm. Cậu, a! Hình Sư kêu thảm thiết một tiếng, cả người rơi mạnh xuống đất giống như sao băng. Mặt đất cũng bị lún xuống thành một lỗ thủng. Ông ta loạng choạng đi ra khỏi cái hố, thần ma liêm đao đã quét ngang đến. Chờ một chút. Hình Sư vô cùng sợ hãi, cảm thấy cổ chợt lạnh. Một cái đầu bay lên cao. Ô Đạo Nguyên không thể tin quát to một tiếng, Hình Sư. Ông ta trơ mắt nhìn thấy đầu của Hình Sư bay lên, rơi xuống mặt đất. Chết không nhắm mắt. A, à, cả người Ô Đạo Nguyên đã tê dần. Hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh cậu. Sốt cuộc cậu là ai? Diệp Bắc Minh trêu tức mở miệng, ông thông minh lắm mà, thử đoán xem nào, tôi tin chắc ông sẽ có thể đoán được thôi. Cậu! Ô Đạo Nguyên thiếu chút nữa bị tức tử, anh phẫn nộ đích xít gào, nơi này là phạm vi thế lực nhà họ Ô, cho dù cậu có thể giết lão phu. Cho dù cậu có chạy đến chân trời góc biển, nhà họ Ô cũng sẽ đuổi giết cậu. Chạy! Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Vì sao tôi lại phải chạy chứ? Vì sao ông lại có loại suy nghĩ kỳ quái như vậy? Mục tiêu của tôi là tiêu diệt nhà họ Ô mà. Cậu nói cái gì? Ánh mắt Ô Đạo Nguyên vô cùng chấn động. Đám người Tô Thanh Ca, Tô Tuyết Hồng, Giang Hàn Mai cũng sợ ngây người. Mục tiêu của Diệp Phong là tiêu diệt nhà họ Ô. Chẳng lẽ anh không biết nhà họ Ô có nghĩa là gì sao? Lúc mấy người còn đang ngẩn ra, Diệp Bắc Minh đã đi từng bước đến trước mặt Ô Đạo Nguyên. Ô Đạo Nguyên biết chắc chắn mình sẽ phải chết, con người lập tức tràn ngập tơ máu, ông ta giận dữ rít gào một tiếng, cậu cho là lão phu sẽ khoanh tay chịu chết sao? Cậu sai lầm rồi, cho dù lão phu có phải chết, cũng sẽ kéo cậu để đệm lưng. Tất cả chân nguyên trong cơ thể Ô Đạo Nguyên điên cuồng ngưng tụ tới đan điền. Ông ta muốn tự bảo. Cấp thánh chủ tự bảo. Tuyệt đối còn khủng bố hơn cả vũ khí hạt nhân. Trong phạm vi 10 cây em tuyệt đối không có một vật còn sống. Ha 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 ha, nhóc con, cho dù cậu là ai, chúng ta cũng sẽ gặp lại ở địa ngục. Ô Đạo Nguyên điên cuồng cười một tiếng, không chút do dự nổ tung đan điền. Vèo. Trong phút chốc, một cây ngân châm bay tới. Chui vào trong đan điền của Ô Đạo Nguyên. Ngay sau đó. Sao lại thế này? Sắc mặt Ô Đạo Nguyên biến đổi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh mở miệng, muốn tự bảo ở trước mặt tôi ư. Ông cảm thấy ông có thể làm được sao? Cậu, sốt cuộc cậu là người hay quỷ? Cả người Ô Đạo Nguyên sợ run, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Ông ta là thánh chủ, vậy mà ngay cả tự bảo cũng không làm được. Thần ma liêm đao quét ngang đến, mãi cho đến khi đầu người rơi xuống đất, trên khuôn mặt già nua của Ô Đạo Nguyên vẫn còn tràn ngập nghi hoặc và khiếp sợ. Sốt cuộc Diệp Phong này là ai? A, à, đột nhiên, bên tai anh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Tô Thanh Ca. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Hàn Mai cầm dao găm trong tay để ở cổ Tô Thanh Ca. Diệp Phong, tôi biết anh đến để cứu Tô Thanh Ca.
bây giờ anh hãy lập tức dùng trái tim võ đạo để thề sẽ thả tôi rời đi, tôi sẽ thả Tô Thanh Ca. Nếu không, Giang Hàn Mai còn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước người cô ả như một bóng ma, nâng tay lên chộp về hướng cổ tay Giang Hàn Mai. Tốc độ của anh, Giang Hàn Mai sợ tới mức đồng tử co rút lại. Răng rắc, Diệp Bắc Minh bắt lấy tay Giang Hàn Mai, dùng sức kéo một cái. Cả cánh tay bị kéo đứt. A, à, Giang Hàn Mai phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Toàn bộ gân tay chân cân của Tô Thanh Ca đã bị đứt, sau khi thoát khỏi tay Giang Hàn Mai, cả người lập tức ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh tiến lên từng bước, ôm lấy Tô Thanh Ca. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run rẩy một chút. Giờ phút này, trong lòng cô ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cảm giác an toàn chưa bao giờ có sinh ra. Diệp Bắc Minh đặt cô ta ở trên bàn, tôi tới nơi này được tính là một cơ hội của cô. Bây giờ tôi có thể cứu cô một lần, tính là cô đã dùng hết cơ hội thứ hai. Tô Thanh Ca không ngừng run lên, cậu Diệp. Kinh mạch chân tay của tôi đứt hết, cậu có thể cứu tôi ư? Kể cả bác sĩ giỏi nhất nhà họ Tô cũng không thể chữa được cho người bị đứt hết kinh mạch chân tay. Cô ta còn cho rằng cả đời sẽ là một phế nhân, không ngờ còn có hy vọng. Diệp Bắc Minh gật đầu, có thể. Tô Thanh Ca không hề do dự, được, tôi sử dụng cơ hội lần thứ hai. Diệp Bắc Minh không nhiều lời, lấy ra mấy cây kim châm, trực tiếp cắm vào trong cơ thể của Tô Thanh Ca. Sau đó, lại cho cô ta uống mấy viên đan dược màu đỏ. Một luồng sức sống cường mạnh chảy trong cơ thể Tô Thanh Ca. Ừ, Tô Thanh Ca rên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch lập tức trở nên đỏ bừng. Hơn nữa cơ thể có cảm giác kỳ lạ, giống như có đôi tay đang vuốt ve. Rất dễ chịu, rất đắm đuối. Cúi đầu nhìn, đúng là Diệp Bắc Minh đang xoa bóp đôi chân của cô ta. A, à, cô ta kêu lên theo bản năng, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, càng thêm xấu hổ. Ấy, bỗng nhiên. Diệp Bắc Minh dừng lại, tay vẫn nắm chân của Tô Thanh Ca, 18 năm trước, cô từng trúng độc à? Tô Thanh Ca đỏ mặt, cậu Diệp, làm sao cậu biết? Diệp Bắc Minh giữ nguyên tư thế cầm chân của cô ta vô cùng xấu hổ. Toàn thân tê dại, hai chân khẽ run rẩy. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, cô vốn có thiên phú học võ rất tốt, nhưng vì lần trúng độc gió, dẫn đến kinh mạch tắc nghẽn. Lại thêm mấy năm nay, cô dùng thuốc điều dưỡng. Không những không có chuyển biến tốt, ngược lại còn làm độc tính của tất cả thuốc tắc trong kinh mạch, nếu không phải gặp được tôi, cả đời này của cô đừng nghĩ đến tập võ nữa, anh khẽ lắc đầu. Nghe đến đây, trái tim của Tô Thanh Ca đập điên cuồng. Cô ta hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu Diệp, cậu nói vậy có ý gì? Cái gì mà nếu không phải gặp được cậu, chẳng lẽ cậu có cách giúp tôi ư? Diệp Bắc Minh trả lời, thôi vậy, cứu người cứu đến cùng. Lần này coi như tôi tặng cô. Trong cơ thể cô có kinh mạch ở một số chỗ cần lưu thông, cho nên đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh giơ tay về phía đùi của Tô Thanh Ca. Điểm trúng một huyệt đạo. Tô Thanh Ca khẽ hừ một tiếng. Tay của Diệp Bắc Minh tiếp tục hành động, điểm đến chỗ bên dưới cách rốn 5 phân. Ở đó là trái tim của Tô Thanh Ca cũng sắp ngừng đập, nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm, cắn môi đỏ. Khoảnh khắc ngón tay của Diệp Bắc Minh tiếp xúc với cơ thể của cô ta, Tô Thanh Ca cảm thấy trong cơ thể có dòng điện nhanh chóng chạy qua. Dâng trào từng đợt liên tiếp. Cơ thể cô ta run lên dữ dội. Bất giác tóm lấy tay của Diệp Bắc Minh. Giữ lại. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghiêm túc, cô Tô, cô yên tâm, không phải tôi sàm sỡ cô. Mà kinh mạch của cô bị tắc nghẽn, bây giờ phần lớn độc tố đều tập trung ở vị trí dưới đan điền. Cũng chính là chỗ đó của cô. Bây giờ, tôi phải đả thông chỗ đó mới có thể bài trừ độc cho cô. Ánh mắt của Tô Thanh Ca hơi mơ màng, cậu Diệp. Trong đầu tỉnh táo lại một chút, buông tay Diệp Bắc Minh ra. Ngón tay anh điểm mấy cái liên tiếp. Hai chân của Tô Thanh Ca kéo căng. Trái tim đập mạnh điên cuồng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng bừng. Một lát sau, cuối cùng Diệp Bắc Minh bỏ tay khỏi chỗ đó. Sau đó điểm nhẹ mấy cái ở bụng cô ta. Cơ thể Tô Thanh Ca run lên, phun ra một ngụm máu đen. Liền sau đó, cô ta cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có. Đan điền vốn tĩnh lặng mười mấy năm, lại cũng có phản ứng.
tôi hồi phục rồi ư? Đan điền của tôi hồi phục rồi ư? Nước mắt lập tức trào ra, cô ta vui mừng phát khóc. Nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, cảm ơn, cậu Diệp, cảm ơn cậu. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng, chuyện nhỏ thôi. À, khuôn mặt Tô Thanh Ca đỏ bừng. Diệp Bắc Minh phản ứng lại, khụ khụ, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tôi hiểu. Tô Thanh Ca vội nói, nhớ lại cảm giác kỳ lạ vừa nãy, toàn thân lại tê dại. Cô ta do dự một lát, bỗng lên tiếng, cậu Diệp, tôi vẫn còn cơ hội thứ ba phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, cô muốn dùng luôn bây giờ à? Tô Thanh Ca hít sâu một hơi, giống như đưa ra một quyết định, đúng thế. Cô nói đi, tôi muốn cậu Diệp tháo mặt nạ xuống, cho tôi nhìn mặt của cậu. Cái gì? Diệp Bắc Minh cau mày, cô chắc chắn chứ? Tô Thanh Ca cắn môi đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, cậu Diệp, nếu tôi không dùng cơ hội lần thứ ba này, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không nhìn được khuôn mặt của cậu. Cho nên, cho dù cơ hội lần thứ ba quý giá đi nữa, tôi cũng quyết định sử dụng. Nếu không sử dụng, tôi biết tôi nhất định sẽ hối hận cả đời. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, được. Tô Thanh Ca nín thở. Tô Tuyết Hồng ở chỗ không xa cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm mặt nạ của Diệp Bắc Minh. Giang Hàn Mai cố nhịn cơn đau dữ dội, cũng ngẩng đầu nhìn qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, cầm mặt nạ màu đen, nhẹ nhàng tháo xuống. Một khuôn mặt anh tuấn thanh tú xuất hiện trước mắt. Tô Thanh Ca nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Bắc Minh không chớp mắt, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào trong đầu. Là anh? Tô Tuyết Hồng cất giọng kinh hãi, làm sao có thể là anh? Thực sự là anh, Diệp Bắc Minh, anh? Làm sao có thể, thực lực của anh làm sao có thể giết thánh chủ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tô Tuyết Hồng giống như bị kinh sợ. Cô ta quay người định bỏ chạy ra ngoài trang viên. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, xuất hiện trước người Tô Tuyết Hồng, cô muốn đi đâu? Tô Tuyết Hồng sợ đến lùi lại mấy bước, đồng tử co lại tôi. Nhìn mặt nạ lạnh như băng đó, hai chân Tô Tuyết Hồng mềm nhũn, Diệp Bắc Minh, tôi lấy trái tim võ đạo ra thề, chuyện hôm nay, tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi bảo đảm sẽ không nói ra ngoài, cầu xin anh thả tôi đi, làm gì tôi cũng được. Không cần đâu. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Trực tiếp giơ tay, tóm về phía cổ của Tô Tuyết Hồng. Rắc một tiếng giòn tan. Tô Tuyết Hồng còn không có cả dũng khí phản kháng, trực tiếp bỏ mạng. Đồng tử của Tô Thanh Ca co lại, không nói nhiều. Diệp Bắc Minh chỉ vào Giang Hàn Mai, người này, cô tự xử lý đi. Anh giơ tay, mấy cây kim châm cắm vào trong cơ thể Giang Hàn Mai. Khiến cô ả hoàn toàn mất hết võ lực. Quay người bỏ đi. Tô Thanh Ca nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, đôi mắt trầm xuống, nhìn sang Giang Hàn Mai. Giang Hàn Mai không hề do dự, bỏ đến dưới chân Tô Thanh Ca như một con chó, tiểu thư, xin lỗi, tôi sai rồi. Phập phập phập, cô ta không ngừng dập đầu, cầu xin Tô Thanh Ca tha thứ. Đôi mắt Tô Thanh Ca lóe lên vẻ phức tạp, tiểu Mai, lúc cô phản bội tôi, đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Giang Hàn Mai vừa nghe Tô Thanh Ca gọi mình là tiểu Mai, lập tức cảm thấy có hy vọng sống tiếp, tiểu thư, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi thề bắt đầu từ bây giờ. Không cần đâu, Tô Thanh Ca thở ra một hơi nặng nề. Tiểu thư, Giang Hàn Mai ngẩng đầu. Trong tích tắc, Tô Thanh Ca lấy ra một con dao găm từ trong tay áo, ánh sáng lạnh lóe lên rồi vụt tắt. Giang Hàn Mai kinh sợ ôm cổ họng của mình, ngã xuống đất. Sâu trong kết giới hậu sơn nhà họ Ô. Rắc rắc, trong một mật thất tĩnh lặng như cái chết, đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Hai ông lão một mập một gầy cùng mở mắt, nhìn một tấm bài linh hồn trong đó, ừm. Ô Câu chết rồi. Ông lão lùn mập hơi kinh ngạc, cảnh giới của Ô Câu hình như đạt đến Thánh Vương đỉnh phong rồi phải không? Nếu không phải cơ thể ông ta có bệnh khó nói, thì sớm đã tiến vào cảnh giới Thánh Chủ rồi. Chẳng lẽ ông ta tu luyện xảy ra sai sót, làm sao lại chết được chứ? Sắc mặt ông lão cao gầy nghiêm trọng, không đúng, Ô Câu rất thận trọng, không thể nào dễ dàng ngã xuống được. Sợ là có, còn chưa nói hết một câu. Rắc, rắc, rắc. Một tràng âm thanh vang lên. Trong ánh mắt chấn hãi của hai ông lão, toàn bộ hơn 100 tấm bài linh hồn trong mật thất nổ tung. Việc này,
hai người ngẩn người. Liền sau đó, tấm bài linh hồn của Ô Đạo Nguyên nứt ra một đường. Rắc, đột nhiên vỡ tan, rơi xuống đất. Tam đệ, chết rồi. Làm sao có thể? Hai ông lão gần như cùng gào lên, là ai? Là ai đã giết tam đệ của tao? Cùng lúc đó, trong một sân viện của Thanh Huyền Tông. Cửa lớn được đẩy mở, Đạm Đài Yêu Yêu đi vào. Đạm Đài Trần nhìn sang Đạm Đài Lâm với ánh mắt ngạc nhiên. Vậy mà bị Đạm Đài Lâm đoán trúng. Đạm Đài Yêu Yêu thực sự lựa chọn quay về gia tộc Đạm Đài. Trong mắt Đạm Đài Lâm lóe lên vẻ đắc ý, lập tức tươi cười, Yêu Yêu, cuối cùng cô cũng đến, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Đạm Đài Yêu Yêu cắn môi đỏ, tôi cùng các người quay về, có thể gặp được bố mẹ tôi thật không? Đương nhiên rồi, Đạm Đài Lâm mỉm cười, thân thiết kéo tay của Đạm Đài Yêu Yêu, Yêu Yêu muội muội, bố mẹ của cô đều ở gia tộc Đạm Đài, chỉ cần cô quay về thì có thể gặp được họ. Đạm Đài Yêu Yêu khẽ gật đầu. Từ trước tới nay, hai chữ bố mẹ vẫn luôn nằm im lìm trong lòng. Sau khi cô ấy để lại một bức thư, liền lén rời khỏi Thanh Huyền Tông. Đạm Đài Lâm cất giọng dịu dàng, Yêu Yêu muội muội, chúng ta quay về thôi. Tin rằng cô cũng muốn mau chóng gặp được bố mẹ của cô. Ba người nhanh chóng rời đi, biến mất. Sau khi rời khỏi thành Thanh Huyền, Diệp Bắc Minh trở về Thanh Huyền Tông. Vừa về đến nơi ở, thì thấy mấy vị sư tỷ vây đến. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay về, Vương Như Yên tiến lên, Lục sư tỷ để lại một bức thư rồi tự rời đi rồi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, liền hiểu ra, tỷ ấy đi tìm hai người của gia tộc Đạm Đài phải không? Ừm. Vương Như Yên khẽ gật đầu. Liễu Như Khanh đi đến, đưa bức thư trong tay cho Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đệ tự xem đi. Diệp Bắc Minh mở thư ra đọc một lượt. Ây! Thở nhẹ một tiếng, đây là lựa chọn của bản thân tiểu yêu tỷ tỷ, cũng là chuyện thường tình. Nếu đệ biết tung tích của bố mẹ, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống tỷ ấy. Hai canh giờ sau, một tin kinh thiên động địa truyền khắp Thanh Huyền Tông. Hai thái thượng trưởng lão Ô Đạo Nguyên, Hình Sư và cả hơn 100 cao thủ hàng đầu nhà họ Ô. Tất cả đều ngã xuống trong một trang viên ở ngoại thành Thanh Huyền. Hiện trường vô cùng tanh máu. Toàn bộ hơn 100 cao thủ hàng đầu nhà họ Ô đều hóa thành xương máu. Ô Đạo Nguyên và Hình Sư bị chém đầu, chết không nhắm mắt. Hai vị lão tổ nhà họ Ô đích thân đến hiện trường, tức giận gầm thét, không tiếc mọi lực lượng truy nã hung thủ. Thông tin được phát ra, cả Thanh Huyền Tông đều sôi sục. Vãi, hai thái thượng trưởng lão Ô Đạo Nguyên và Hình Sư đều là cảnh giới thánh chủ đấy, vậy là đều ngã xuống. Còn có hơn 100 thánh cảnh, mấy chục cao thủ cảnh giới thánh vương, sợ rằng lần này nhà họ Ô tổn thương nguyên khí trầm trọng rồi. Trời ơi, rốt cuộc là kẻ nào làm? Nghe nói hình như là kẻ cầm liềm đó, có người nhìn thấy một người đeo mặt nạ màu đen, khoác áo choàng đen ra vào trang viên đó. Kẻ cầm liềm. Đồng tử của rất nhiều đệ tử co lại. Thủ đoạn của kẻ cầm liềm này rất hung tàn, hơn 100 cao thủ hàng đầu đều bị đánh thành xương máu. Ngoài việc này, còn có một chuyện. Ồ, chuyện gì? Tô Thanh Ca của nhà họ Tô có thể tập võ rồi, đã gia nhập Thanh Huyền Tông. Tô Thanh Ca, là cô gái được gọi là bình hoa lớn nhất của nhà họ Tô đó phải không? Nghe mọi người bàn tán. Ánh mắt của Tiêu Dung Phi trong đám đông lóe lên, sao có vẻ giống với thủ đoạn của anh Diệp. Nhưng chắc không phải anh ta đâu. Anh ta mới là cảnh giới võ thần, làm sao có thể giết chết thánh chủ? Nếu thực sự là anh ta, thì cũng thật đáng sợ quá. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt được biết tin Ô Đạo Nguyên và Hình Sư đã chết. Bà ta nghĩ đến lời nói của Diệp Bắc Minh, tiêu diệt nhà họ Ô. Chắc không phải là Minh Nhi làm thật chứ? Trong đầu Lãnh Nguyệt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Đồng tử co lại, làm sao có thể chứ? Thực lực của Minh Nhi có thể giết Thánh Vương Sơ Kỳ, đã khiến người ta bất ngờ rồi. Cậu ta còn có thể giết Thánh Chủ. Thực lực của Ô Đạo Nguyên kém hơn mình một chút, lại thêm Hình Sư, tuyệt đối mạnh hơn mình. Nếu Minh Nhi có thể giết chết hai người cùng lúc, chẳng phải ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Lãnh Nguyệt sượt một cái đứng bật dậy. Đi đi lại lại trong đại điện. Cuối cùng, bà ta hít sâu một hơi, không được, mình phải đi hỏi Minh Nhi. Trong không gian tháp Càn Khôn Chấn Ngục, khu vực thời gian tầng thứ 10, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long, điên cuồng chém giết với Hình Nộm.
sau khi anh bị hình nộm chém giết mấy trăm lần liên tiếp, cuối cùng giết hình nộm bằng một đòn. Bù! Diệp Bắc Minh mệt đến hư yếu, thở hổn hển. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cảm thấy thế nào? Diệp Bắc Minh ngồi dưới đất, vô cùng sảng khoái. Lần chiến đấu này kết thúc, cậu có gì tâm đắc? Diệp Bắc Minh trả lời, tôi phát hiện đẳng cấp của võ giả không phải là vấn đề, chỉ cần có đủ sức mạnh, tốc độ, hoàn toàn có thể giết kẻ địch hơn mấy cảnh giới lớn. Đúng thế. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định trả lời, đẳng cấp của võ giả chỉ phân theo sức mạnh thôi, nếu cậu có đủ sức mạnh, cho dù cậu chỉ là một võ giả bình thường thì đã làm sao? Cậu mới là cảnh giới võ thần, tại sao có thể giết Thánh Vương Đỉnh Phong, thậm chí là Thánh Chủ? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, bởi vì ông cho tôi sức mạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra một chữ, sai. Ồ! Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục lên tiếng, không phải tôi cho cậu sức mạnh, mà là sức mạnh của bản thân cậu. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, hiểu ra, đúng, là sức mạnh của bản thân tôi. Chỉ là dưới sự hỗ trợ của ông, tôi bùng phát tất cả sức mạnh ra một lần. Cho nên, sau mỗi lần tôi chiến đấu vượt cấp, sức mạnh cả người đều bị rút sạch. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, đúng thế, cậu hiểu rất nhanh. Không biết bây giờ cậu có cảm ngộ khác không? Diệp Bắc Minh cau mày. Ngồi khoanh hai chân. Rơi vào trầm tư. Một lát sau. Giọng của Diệp Bắc Minh vang trong khu vực thời gian, tôi hiểu rồi. Nếu bản thân tôi có thể bùng phát ra sức mạnh toàn thân trong một lần. Cho dù không cần ông, cũng có thể vượt cảnh giới giết Thánh Vương, thậm chí là Thánh Chủ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, ha ha ha, cậu nhóc, quả nhiên cậu đã thông hiểu điều này. Diệp Bắc Minh nhìn nắm đấm nắm chặt của mình, rơi vào trầm tư, phải làm thế nào mới làm được đây? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, hữu nghị nhắc nhở một câu, Long Đế Quyết. Long Đế Quyết. Diệp Bắc Minh ngẩn người, nhắm mắt, trong đầu vận hành Long Đế Quyết. Liền sau đó, ru, một tiếng gầm vang lên. Phía sang lưng anh, một con huyết long hiện lên. Từ sau khi học được tổ long pháp tướng, anh cũng chưa dùng đến Long Đế Quyết. Tấn công ra một quyền. Huyết long bay ra, rơi lên hình nộm. Cơ thể hình nộm nứt ra, xuất hiện một đường khe nứt khủng bố. Diệp Bắc Minh tự nhủ, quyền này còn mạnh hơn rất nhiều so với tôi tự tấn công ra một quyền, là vì có Long Đế Quyết hỗ trợ. Sở dĩ Long Đế Quyết cường mạnh, là vì lúc vận hành, sẽ xuất hiện một con huyết long. Nếu tôi truyền chân nguyên vào trong huyết long, thì có thể bùng phát ra đòn tấn công khủng bố hơn phải không? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh không hề do dự. Chân nguyên trong cơ thể nổi lên, vận hành Long Đế Quyết. Huyết long hiện lên. Anh truyền toàn bộ 9 phần chân nguyên vào trong huyết long. Đánh ra một quyền. Ru. Một tiếng rồng gầm vang lên. Đánh một quyền lên hình nộm. Trong tích tắc, tan thành cho bụi. Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, vãi, mạnh thế sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, ha ha ha, nhóc thối, thiên phú tập võ của cậu còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Mấy chủ nhân trước đây, tôi nhắc nhở mấy lần, họ mới lĩnh ngộ được. Vậy mà cậu đã lĩnh ngộ được ra ngay. Diệp Bắc Minh mỉm cười, may mắn, đều là may mắn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra một câu, được rồi, cậu đừng có vừa được khen còn giả bộ khiêm tốn, thừa nhận mình ưu tú khó đến thế hả? Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Anh lấy một nắm đan được nuốt vào bụng. Một lúc sau, chân nguyên từ từ hồi phục. Khi anh định thử lại lần nữa. Minh Nhi, con có ở đây không? Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Dì Nguyệt. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Một ý nghĩ, trở về hiện thực. Dì Nguyệt, mời dì vào. Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh đứng lên. Minh Nhi, dì Nguyệt hỏi con một chuyện, cái chết của Ô Đạo Nguyên và Hình Sư, rốt cuộc có liên quan đến con không? Diệp Bắc Minh trực tiếp thừa nhận, đúng thế, là con đã giết bọn họ. Cái gì? Lãnh Nguyệt từng nghĩ đến vô số câu trả lời. Chỉ duy nhất không nghĩ đến, Diệp Bắc Minh lại trực tiếp thừa nhận. Đồng tử của Lãnh Nguyệt co lại, không thể nào. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tại sao lại không thể? Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm trọng. Thứ nhất, con mới là cảnh giới võ thần, có thể giết Thánh Vương đã vô cùng nghịch thiên rồi. Vốn không thể nào giết được Thánh Chủ. Diệp Bắc Minh cũng không che giấu.
lấy mặt nạ đeo lên. Liền sau đó, áo choàng màu đen xuất hiện, bao bọc anh trong bóng tối. Anh giơ tay, một thanh liêm đao màu đen nằm trong lòng bàn tay. Con, đôi mắt lãnh nguyệt như trố ra. Diệp Bắc Minh trước mặt, đúng là giống y hệt với bức chân dung trên lệnh truy nã của nhà họ Ô. Minh Nhi, đúng là kẻ cầm liềm. Làm sao có thể? Thực lực của Minh Nhi đã có thể giết được thánh chủ. Lúc này, trong lòng lãnh nguyệt dấy lên làn sóng kinh hãi. Dì Nguyệt, dì tin rồi chứ? Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Lãnh nguyệt ớn lạnh, hoàn hồn lại từ chấn hãi, con, Minh Nhi, con. Bà ta đã quên mất phải nói thế nào. Chấn kinh một hồi lâu mới hỏi ra một câu, rốt cuộc con muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, tiêu diệt nhà họ Ô. Lãnh Nguyệt hoàn toàn ngẩn người. Bà ta phát hiện, trước đây Diệp Bắc Minh nói muốn tiêu diệt nhà họ Ô không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Sau khi chấn hãi một lúc, Lãnh Nguyệt phản ứng lại, Minh Nhi, cho dù con có sức mạnh giết thánh chủ, nhưng xin con tin gì, đừng tùy tiện chọc vào nhà họ Ô. Hơn nữa, tuyệt đối đừng kích động nhất thời, giết vào nhà họ Ô. Diệp Bắc Minh cau mày. Anh đang có ý này đấy. Nếu nhà họ Ô chỉ có 3 võ giả cấp thánh chủ, đúng là anh muốn trực tiếp giết vào nhà họ Ô. Dì Nguyệt, dì nói vậy có ý gì? Lãnh Nguyệt lắc đầu, nhà họ Ô không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Với thực lực hiện nay của con, nếu một mình giết nhà họ Ô thì cũng chết chắc. Nói với con một chuyện, nhà họ Ô chỉ thiếu chút nữa là trở thành gia tộc thượng cổ. Lần này đến lượt Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cái gì? Lãnh Nguyệt cũng nghĩ vậy lên tiếng, nếu không phải lão tổ khủng bố đó đã chết, thì bây giờ nhà họ Ô đã là một trong gia tộc thượng cổ rồi. Nếu không, con cho rằng tại sao nhà họ Ô xây dựng Thanh Huyền Tông? Nói là nhà họ Ô và 9 gia tộc khác cùng xây dựng Thanh Huyền Tông. Thực ra, 9 gia tộc khác chỉ là làm nền, nhà họ Ô mới là có căn cơ nguồn lực khủng bố nhất. Chuyện con giết Ô Đạo Nguyên, đã vô cùng mạo hiểm rồi. Lãnh Nguyệt tóm chặt Diệp Bắc Minh, kéo anh vào trong lòng. Suýt ép chết Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, hứa với dì, trước khi con chưa có thực lực tuyệt đối, thì đừng mạo hiểm. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được trái tim Lãnh Nguyệt đập điên cuồng. Có thể nhìn ra, Lãnh Nguyệt thực sự lo sợ anh sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, được, dì Nguyệt, con hứa với dì. Có thể buông ra con trước không? Lúc này Lãnh Nguyệt mới buông Diệp Bắc Minh ra. Phì. Bỗng nhiên, bà ta phì cười. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng, cười đến rung cả người, ha ha ha, thật không ngờ. Cậu nhóc con lại mạnh như vậy, ngay cả Ô Đạo Nguyên và hình sư cũng bị con giết. Bà ta tiến lên nâng cằm của Diệp Bắc Minh, tiện tay tháo mặt nạ xuống. Còn nháy mắt một cái trêu đùa, nếu mẹ con biết chuyện này, liệu có vui mừng đến phát điên không? Ấy! Diệp Bắc Minh hơi thộn người. Người phụ nữ này sao lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Vừa nãy còn có vẻ lo lắng. Bây giờ đã vui mừng rồi. Kha kha kha. Lãnh Nguyệt ngắm khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, góc cạnh rõ ràng, còn có vẻ lạnh lùng. Minh Nhi, dì phát hiện con rất điển trai. Dì Nguyệt giới thiệu cho con một mối hôn sự, cô ấy tuyệt đối là đại mỹ nữ. Tuy tuổi tác hơi cách biệt với con, nhưng dì Nguyệt bảo đảm tuyệt đối không vấn đề. Lãnh Nguyệt nói, ghé mặt đến. Gần như áp sát Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sợ giật mình, vãi, dì Nguyệt, dì đừng đùa. Dì là bạn thân của mẹ con đấy. Anh thừa nhận Lãnh Nguyệt rất đẹp, cũng không thua kém gì với mấy vị sư tỷ. Nhưng, làm sao có thể? Dì Nguyệt, con còn có chút chuyện, con đi trước đây. Anh cất mặt nạ và áo choàng, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Lãnh Nguyệt ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, đỏ bừng mặt. Chắc không phải cậu bé này hiểu lầm chứ? Cắn răng, nhóc thối. Dì nói đến một cô cháu gái của dì, con nghĩ gì thế hả? Nhìn Diệp Bắc Minh vội vã bỏ chạy, khóe miệng của Lãnh Nguyệt nhếch lên nụ cười, hừ, cậu bé con. Một đám đệ tử vừa nhập môn đứng trên quảng trường của Thanh Huyền Tông. Đệ tử lần này có chất lượng rất cao, không thiếu vài mỹ nữ tuyệt sắc khiến người ta kinh ngạc. Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người trong đó. Tô Thanh Ca. Một người khác, Tiêu Nhã Phi. Cô ta cũng gia nhập Thanh Huyền Tông. Tiêu Dung Phi đi đến, sao em cũng đến đây?
Sau khi cô ta có được tin, lập tức chạy đến đón Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi cười hi hi, em đến tìm anh Diệp, chẳng phải chị viết thư về nói anh Diệp ở Thanh Huyền Tông sao? Tiêu Dung Phi ngẩn người, đưa tay ấn lên cái đầu nhỏ của Tiêu Nhã Phi, em ấy à? Đừng để anh ta làm cho đầu óc ngu muội. Hi hi, em tình nguyện. Tiêu Nhã Phi cười xinh đẹp. Rất nhiều cô gái kinh ngạc. Không ít đệ tử Thanh Huyền Tông chố cả mắt ra. Hai chị em xinh đẹp như hoa. Không biết tên khốn nào được lợi. Mỹ nữ tuyệt sắc như này, đâu thể đến lượt chúng ta chạm tay vào. Ngắm là được rồi. Mọi người bàn tán. Không hổ là hai chị em đẹp nhất bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư. Hai người đứng với nhau, Tô Thanh Ca cũng hơi kinh ngạc. Đột nhiên, không biết ai hô lên, Diệp Cuồng Nhân đến rồi. Soạt, mọi người cùng quay đầu. Diệp Bắc Minh đúng lúc đi qua cửa núi, không ngờ lại đông người như vậy. Đồng tử của Tô Thanh Ca co lại, cậu Diệp ở Thanh Huyền Tông thật. Cô ta đang định tiến lên, chủ động nói chuyện với Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi cùng quay đầu. Khoảnh khắc Tiêu Nhã Phi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim suýt ngừng đập. Liền sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, một bóng hình xinh đẹp xông ra. Thướt tha nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Nhìn Tiêu Nhã Phi lao đến, Diệp Bắc Minh ngẩn người một lúc, cảm thấy mềm mại ấm áp. Anh Diệp, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, hu hu hu. Tiêu Nhã Phi òa khóc kiểu diễm, lúc anh rời đi, sao cũng không nói một tiếng. Cứ thế mà đi, người ta còn tưởng không được gặp anh nữa đấy. Vãi! Chuyện gì thế này? Đáng chết, mẹ kiếp, đúng là đáng chết. Cô em này là người của Diệp Cuồng Nhân. Hiện trường phát ra tiếng kêu rú. Ai ai cũng tức chết. Nghe tiếng khóc của cô gái. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Bắc Minh hiện lên vẻ dịu dàng. Xin lỗi, lúc đó đi vội quá, quên mất không nói với em. Vẻ mặt Tiêu Dung Phi hơi phức tạp. Cơ thể của Tô Thanh Ca run lên dữ dội, bất giác trong đôi mắt đẹp hiện lên một lớp sương mờ. Cậu Diệp, cậu ấy đã có người phụ nữ khác rồi sao? Thất vọng, hụt hẫng, đau lòng, các loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Tô Thanh Ca có thể sánh ngang mỹ nữ tuyệt sắc, cô ta vừa khóc, lập tức có rất nhiều người chú ý đến. Có chuyện gì vậy? Sao Tô Thanh Ca lại khóc? Mọi người thấy hơi nghi hoặc. Nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Ca, đúng lúc thấy hai người Diệp Bắc Minh và Tiêu Nhã Phi. Đùa mẹ, không thể nào. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Cuồng Nhân? Không lẽ Tô Thanh Ca cũng thích Diệp Cuồng Nhân sao? Con mẹ nó, ông đây thật muốn hộc máu. Vô số nam đệ tử phát điên. Đột nhiên, giọng của một người đàn ông truyền đến, Thanh Ca, nghe nói hôm nay cô chính thức gia nhập Thanh Huyền Tông, tôi tới đón cô. Vèo. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, thấy người đang đi tới, con người khẽ co rụt lại. Lưu Lãng Thanh, hạng 10 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền, một trong những thiên chi kiêu tử đứng đầu của Thanh Huyền Tông. Trong tình huống bình thường, đệ tử phổ thông không thể trông thấy Lưu Lãng Thanh. Cho dù là đệ tử nội môn cũng khó được nhìn thấy Lưu Lãng Thanh một lần. Hôm nay Lưu Lãng Thanh lại xuất hiện ở cửa tông môn. Chào Lưu Sư Huynh. Lưu Sư Huynh. Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lưu Sư Huynh, tôi là Tống Nhân Hổ, hồi trước lúc ngài luyện võ tôi từng lau đài võ đạo cho ngài, ngài còn nhớ không? Vô số đệ tử chen chúc lao tới. Như thể fan hâm mộ gặp được thần tượng. Trong chốc lát, xung quanh Lưu Lãng Thanh bị vây chật như nêm cối. Lưu Lãng Thanh nở nụ cười, chào mọi người, tôi đến tìm Thanh Ca. Mọi người tránh ra một con đường. Lưu Lãng Thanh đi đến trước mặt Tô Thanh Ca, lại thấy Tô Thanh Ca đang khóc. Hắn ta nghi hoặc, Thanh Ca, cô sao vậy? Lưu Lãng Thanh duỗi tay nắm lấy Tô Thanh Ca. Lại bị Tô Thanh Ca hất thẳng ra. Tô Thanh Ca hít sâu một hơi, tránh khỏi Lưu Lãng Thanh, đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp tiên sinh. Cô ấy là người phụ nữ của anh sao? Vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại. Khóe mắt Lưu Lãng Thanh khẽ run rẩy. Như thể vừa bị người hung hăng tát cho một cái. Không ai ở đây là kẻ ngốc cả, bọn họ lập tức nhìn ra Tô Thanh Ca đã đem lòng ái mộ Diệp Bắc Minh. Anh thuận miệng trả lời, cô ấy xem như một người em gái của tôi. Đụ mẹ! Lời thoại điển hình của một thằng cặn bã. Mẹ, không ngờ Diệp Cuồng Nhân lại là một thằng cặn bã.
Mọi người căm phẫn trào dâng. Tiêu Nhã Phi rất mất mát, hóa ra trong lòng Diệp đại ca mình chỉ là em gái thôi sao. Nỗi thất vọng trong lòng Tô Thanh ca lập tức biến mất, ồ. Vậy hả, tôi hiểu rồi. Diệp Bắc Minh vỗ vỗ bả vai Tiêu Nhã Phi, được rồi, anh còn có chút việc cần đi trước đây. Dạ. Tiêu Nhã Phi nghe lời gật đầu, chỉ cần Diệp Bắc Minh còn ở Thanh Huyền Tông, cô ta có rất nhiều cơ hội. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Lưu Lãng Thanh nhả ra hai chữ. Mọi người đều lập tức ngừng thở, tất cả nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Anh giống như không hề nghe thấy, nhanh chóng bỏ đi. Đôi mắt một người trẻ tuổi bên cạnh Lưu Lãng Thanh trầm xuống, người đó bước lên trước ngăn cản Diệp Bắc Minh, tên kia, Lưu Sư Huynh bảo cậu dừng lại, cậu. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay. Phịch, ăn một cái tát, người trẻ tuổi ngăn lại Diệp Bắc Minh kia bay ra ngoài như diều đứt dây. Cái gì? Diệp Cuồng Nhân không hổ là Diệp Cuồng Nhân. Mọi người đồng loạt giật nảy mình. Diệp Bắc Minh quay đầu, lạnh lẽo nhìn Lưu Lãng Thanh, anh muốn chết đúng không? Khí phách, kiêu ngạo, hung hăng càn quấy, hít hà, ai ai cũng hít sâu một hơi. Tiêu Dung Phi giật mình, mặc dù cô ta mới đến Thanh Huyền Tông không lâu nhưng cô ta sớm đã thuộc lầu lầu tiếng tăm của 10 vị trí đầu trên bảng xếp hạng Thanh Huyền. Lưu Lãng Thanh là Thánh Vương Trung Kỳ, Diệp Bắc Minh đâu có tư cách nói chuyện như vậy với hắn ta. Lưu Lãng Thanh quả thực không thể tin vào tai của mình, tên kia, cậu nói cái gì? Vèo. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, anh biết loại phiền toái này nếu không giải quyết ngay tại chỗ. Sẽ tiếp diễn vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, anh xuất hiện trước người Lưu Lãng Thanh. Tốc độ thật nhanh. Con người Lưu Lãng Thanh khẽ co rụt lại. Diệp Bắc Minh đánh một quyền tới. Lưu Lãng Thanh lập tức nổi giận, muốn chết. Hắn ta nhanh chóng ra tay. Đỡ lấy nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Tiếng răng rắc vang lên, nắm đấm của Lưu Lãng Thanh chợt sụp đổ. A! À, một tiếng hét thảm truyền đến. Quyền thứ hai của Diệp Bắc Minh đánh tới. Giống. Mọi người bỗng thấy bên tai văng vẳng tiếng rồng ngâm. Nắm đấm rơi xuống lồng ngực Lưu Lãng Thanh. Đùng. Một tiếng động long trời lở đất vang lên, vị thiên chi kiêu tử đứng thứ 10 bảng xếp hạng Thanh Huyền nằm trên mặt đất như một con chó chết. Không ngừng ói ra máu. Có người kinh ngạc thốt lên, chỉ hai quyền mà đánh bại Lưu Sư Huynh. Nằm mơ, mình nhất định là đang nằm mơ. Đù. Bên cạnh, một người đàn ông chửi bậy thô tục, suýt chút nữa nhảy dựng lên 2 mét, tôi nhìn nhầm rồi hả? Sốt cuộc Diệp Cuồng Nhân có cảnh giới gì? Các đệ tử ở đây gần như không hít thở nổi. Trái tim liên tục đập bình bịch kinh hoàng. Toàn thân Tiêu Dung Phi cứng nhắc. Tiêu Nhã Phi thì nhìn theo đầy sùng bái. Chỉ có mình Tô Thanh ca trương ra vẻ mặt đương nhiên, ngay cả thánh chủ Diệp tiên sinh còn giết được, chỉ là một tên đứng thứ 10 bảng xếp hạng Thanh Huyền thì tính gì. Dù là hạng nhất bảng xếp hạng Thanh Huyền cũng không phải là đối thủ của anh. Tiếng nghị luận sôi trào khắp nơi. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Bắc Minh vang lên, con người của tôi không thích gây chuyện, anh muốn theo đuổi phụ nữ thì tự đi mà theo đuổi. Đừng nghĩ đến việc dẫm lên tôi để khoe khoang. Hiểu chưa? Yên tĩnh như chết. Cảm giác vô cùng nhục nhã dâng lên trong lòng Lưu Lãng Thanh, hắn ta ép buộc mình áp chế giận dữ và nhục nhã. Đối mặt với Diệp Cuồng Nhân hung hăng càn quấy không gì sánh được, mọi loại nhục nhã chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Lưu Lãng Thanh cúi đầu, chật vật trả lời, tôi hiểu rồi. Đến lúc hắn ta ngẩng đầu lên, Diệp Bắc Minh đã biến mất không thấy tăm hơi. Bên tai truyền đến vô số lời nghị luận. Diệp Cuồng Nhân dùng một quyền đánh bại hạng 10 bảng xếp hạng Thanh Huyền, rốt cuộc anh ta có thực lực như thế nào? Nếu như đánh với Lưu Sư Huynh có qua có lại, cuối cùng đánh bại, vậy đại khái là thực lực hạng 9 bảng xếp hạng Thanh Huyền. Bây giờ, một quyền đánh bại Lưu Sư Huynh, e rằng, ít nhất cũng là 5 vị trí đầu bảng xếp hạng Thanh Huyền, thậm chí cũng có thể là 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu á? Ai nấy cũng dại ra. Không ai chú ý tới Lưu Lãng Thanh kéo thân thể khập khiễng rời đi. Trong sân của một trang viên ngoài thành Thanh Huyền, trên mặt đất tràn ngập vết máu tươi đọng lại. Đây là nơi Ô Đạo Nguyên ngã xuống. Hai lão giả một cao một thấp đứng ở đây, nhắm mắt lại. Chính là hai vị lão tổ nhà họ Ô, Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh. Bỗng nhiên, Ô Đạo Sinh mập lùn mở to mắt,
nhìn về một phương hướng nào đó trên không trung, đến rồi. Ô đạo hành mở mắt, khẽ ngẩng đầu, cũng nhìn qua. Một lát sau, trên bầu trời truyền đến tiếng chim hót, một con chim lớn màu xanh lục bay tới. Ma thú cấp 9, thanh loan biến dị. Ô đạo sinh ngoài ý muốn, đây chính là ma thú nằm trong top 10 về tốc độ bay trong đại lục chân võ, thế mà cũng có thể bị thuần phục. Thanh loan biến dị đáp xuống trong sân. Một thiếu nữ áo đỏ nhảy từ trên lưng chim xuống, hai vị trưởng lão, chính là chỗ này sao? Cô nàng có dáng người thon thả, da thịt trắng nõn. Gương mặt cô có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, mang lại cho người ta cảm giác hoạt bát sống động. Ô đạo hành ngưng trọng gật đầu, hồng tụ cô nương, chính là chỗ này. Tần hồng tụ lấy một cái hộp gỗ từ nhẫn chứa vật, sau khi mở nắp, một con chuột màu vàng bò ra ngoài. Đây là siêu thần thử, bất kỳ ai từng tới nơi này nó đều có thể tìm ra đối phương. Làm phiền. Ô đạo hành làm tư thế xin mời. Tần hồng tụ vỗ vỗ sau lưng siêu thần thử. Siêu thần thử nhảy lên, xông vào vũng máu đã khô, ngửi ngửi không khí một lát. Sau đó nó nhảy lên bàn tay ngọc của tần hồng tụ. Chít 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 chít. Siêu thần thử kêu vài tiếng. Tần hồng tụ chỉ về một phía, tìm được rồi, đi. Chốc lát sau, ba người đứng trước sơn môn Thanh Huyền Tông. Ô đạo sinh kinh ngạc, chẳng lẽ người giết chết tam đệ ở trong Thanh Huyền Tông? Lông mày ô đạo hành vặn vào cùng nhau, hồng tụ cô nương, có thể là sai rồi không? Tần hồng tụ hừ lạnh, nếu hai vị trưởng lão không tin tôi thì cũng thôi đi, nhưng siêu thần thử của tôi chưa từng sai lầm. Con người ô đạo sinh đọng lại, nhìn về phía Thanh Huyền Tông, đại ca, chẳng lẽ là mấy lão quái vật kia làm? Hay là người chúng ta hoài nghi, Diệp? Im ngay. Ô đạo hành ngắt lời ông ta. Ô đạo hành ngẫm nghĩ, hồng tụ cô nương, nếu chúng tôi triệu tập tất cả mọi người trong Thanh Huyền Tông đến cùng một chỗ, liệu siêu thần thử có thể tìm ra người kia không? Có thể. Tần hồng tụ gật đầu. 15 phút sau. Con. Trên không trung Thanh Huyền Tông bỗng truyền đến tiếng chuông rồn rập. Chuông thần của tông môn vang lên. Mau. Mau đến quảng trường tập hợp. Chỉ cần là đệ tử bên trong Thanh Huyền Tông, tất cả đều bỏ chuyện trong tay xuống, tập hợp đến quảng trường Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh nghe được tiếng chuông thì hơi kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Suy tư một vài giây, anh quay người đi về phía quảng trường Thanh Huyền Tông. Nửa tiếng sau, trên quảng trường Thanh Huyền Tông đã tụ tập hơn triệu đệ tử. Trên đài cao phía trước có một đám lão giả đang đứng. Đám người Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh đều ở đây. Ngoài những người này ra, còn có mấy lão giả xa lạ. Hơi thở của họ vô cùng mạnh mẽ, đều là thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Một lão giả nhíu mày, ô trưởng lão, ông có ý gì đây? Chuông thần của tông môn chỉ có thể gõ vang lúc đại điện hoặc thời khắc tông môn tồn vong, ông tụ tập mọi người ở đây là có ý gì? Mặt già Ô Đạo Hành âm trầm, Mã trưởng lão. Tam đệ Ô Đạo Nguyên của tôi chết ở ngoài thành Thanh Huyền, hiện tại tôi đang hoài nghi hung thủ ở ngay trong Thanh Huyền Tông. Dứt lời, hiện trường chấn động. Cái gì? Hung ở trong Thanh Huyền Tông? Tại sao lại như vậy, người Thanh Huyền Tông giết Ô Đạo Nguyên trưởng lão? Cả triệu đệ tử kịch liệt thảo luận. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt có vài phần mất tự nhiên, nhìn thoáng qua phía Diệp Bắc Minh. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run lên, căng thẳng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi chấn động, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, chẳng lẽ tôi bị phát hiện? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, hẳn là không có khả năng, ngoài Tô Thanh Ca ra, cậu đã giết hết toàn bộ rồi. Trừ phi cô ta mật báo, nếu không không thể có ai biết là cậu làm. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, Tô Thanh Ca chắc sẽ không nói cho người khác. Mã trưởng lão giật nảy mình, ô trưởng lão, ông nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Chính xác. Nếu thật sự là người trong tông môn làm, tính chất của chuyện này sẽ thay đổi. Ô trưởng lão, ông có chứng cứ gì không? Mấy vị thái thượng trưởng lão khác nhìn qua. Ô đạo hành nhìn về phía tần hồng tụ đứng một bên, hồng tụ cô nương, xin mời. Là tần sư tỷ của Thú Phong. Người của Thú Phong luôn luôn thần bí, mặc dù cùng thuộc Thanh Huyền Tông nhưng rất ít qua lại với trong tông môn. Nghe nói tần sư tỷ có thể điều khiển trên 100 con ma thú chiến đấu. Thực lực tổng hợp xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền. Mọi người thấp giọng bàn bạc. Tần hồng tụ đi lên trước, lấy siêu thần thử ra.
Cô nàng giải thích với mọi người, vật này tên là siêu thần thử. Trong chớp mắt trông thấy siêu thần thử, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, hỏng rồi nhóc, đây là siêu thần thử. Diệp Bắc Minh nhíu mày, siêu thần thử thì sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, đây là một loại ma thú đặc thù vô cùng hiếm thấy, mặc dù nó chỉ là ma thú cấp 6. Nhưng lại có khứu giác cực kỳ khủng bố, thứ nó ngửi không phải mùi hương, mà là thần hồn. Thần hồn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng trả lời, giải thích với cậu thế này đi, cách thức tìm người của vật này giống với tôi, đều là sử dụng thần hồn. Lúc tôi tìm kiếm mẹ cậu và mấy người Tôn Thiến, tôi đã dùng hơi thở của thần hồn. Siêu thần thử cũng có thể cảm nhận được hơi thở thần hồn của cậu, chỉ cần cậu từng đi qua hiện trường tử vong của Ô Đạo Nguyên, dù cậu có đeo mặt nạ nó cũng có thể cảm giác được. Nghe được lời giải thích này, đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức trầm xuống. Trên đài cao, Tần Hồng Tụ cũng giải thích xong. Lãnh Nguyệt không nhịn được mà biến sắc, lại một lần nhìn về vị trí của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca cũng luống cuống. Nếu như siêu thần thử thật sự có năng lực kia, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh sẽ bị phát hiện? Đi! Tần Hồng Tụ khẽ quát lên. Siêu thần thử xông vào trong đám người. Ngửi ngửi không khí mấy lần, siêu thần thử hình như đã nhận ra hơi thở nào đó. Vèo! Chỉ chớp mắt, siêu thần thử lao về phía Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh, thứ này giữ lại cũng là tai họa, giết đi. Một cỗ lực thần hồn mạnh mẽ quét ngang. Bỗng nhiên, siêu thần thử nổ tung, hóa thành một bãi xương máu. Ai nấy cũng ngây ra như phỗng. Đôi mắt Tần Hồng Tụ lập tức đỏ hoe, nước mắt như mưa, siêu thần thử của tôi, hu hu hu. Cô nàng bỗng nhiên dậm chân một cái, trực tiếp chạy đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao siêu thần thử lại đột nhiên phát nổ? Mọi người thấp giọng nghị luận. Trên đài cao, khuôn mặt Ô Đạo Sinh âm trầm cực kỳ. Dùng bí pháp truyền âm, đại ca, anh đã nhìn thấy chưa? Phương hướng vừa rồi của siêu thần thử chính là thằng nhóc kia. Con người Ô Đạo Hành lạnh lẽo vô cùng, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, không sai, dù tam đệ không phải do Diệp Bắc Minh giết, anh ta chắc chắn đã từng đi qua trang viên kia. Ô Đạo Sinh nghiến răng nghiến lợi, nhìn đăm đăm vào Diệp Bắc Minh, em thề sẽ giết chết tên này. Tên này không những là con trai Diệp Thanh Lam. Hơn nữa còn rất có thể là hung thủ giết chết tam đệ. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được sát ý của Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh. Khóe miệng anh nở một nụ cười. Cứ thể ngẩng đầu nhìn hai người. Một màn này suýt chút nữa làm Lãnh Nguyệt bị dọa chết. Trong bầu không khí kỳ quặc này. Ồ, nhiều người thế nhỉ, thật đúng là náo nhiệt. Đột nhiên, giọng của một bà lão truyền đến. Ai lại to gan như vậy? Dám tùy tiện kêu gọi bậy bạ trong trường hợp như này. Mọi người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía sơn môn. Chỉ thấy một bà lão dẫn theo một đám con gái đi tới. Trong đó, một cô gái ngạo mạn lạnh giọng quát lớn, Thái Thượng Trưởng Lão Thần Kiếm Môn, Diệt Tuyệt Thượng Nhân tiến đến, các người còn không quỳ xuống nghênh đón. Thần Kiếm Môn. Mọi người Thanh Huyền Tông giật mình. Dù là mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhanh chóng bước lên nghênh đón. Thần Kiếm Môn, một trong số các tông môn đứng đầu nhất đại lục chân võ, chỉ đứng sau gia tộc Thượng Cổ. Danh tiếng Diệt Tuyệt Thượng Nhân vang xa, chỉ sợ đã đến cảnh giới Thánh Chủ Hậu Kỳ. Khoảnh khắc trông thấy người Thần Kiếm Môn, con người Diệp Bắc Minh điên cuồng co rụt lại. Nhìn chăm chú vào một cô gái trong đó. Gương mặt xinh đẹp của cô có phần tái nhợt, sa sút cúi đầu. Dù là vậy vẫn không thể che đậy nhan sắc tuyệt đẹp của cô ấy. Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh khó che giấu nỗi kích động trong lòng. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Hạ Nhược Tuyết vẫn cúi đầu, thân thể mềm mại lại run lên, không để ý đến sự biến hóa xung quanh, hình như mình nghe thấy giọng của Bắc Minh. Ha ha, khả năng là ảo giác rồi. Hạ Nhược Tuyết tự giễu cười một tiếng. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh lại gọi thêm lần nữa. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Giọng nói mang theo nỗi gấp gáp và run rẩy, Bắc Minh. Là, anh sao? Là anh, Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh không thể che giấu sự kích động của mình. Hai mắt Hạ Nhược Tuyết lập tức bị nước mắt làm nhòe đi. Cô ấy nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngay trong đám người. Hạ Nhược Tuyết không thể kiềm nén nỗi nhớ nhung của mình được nữa, cô ấy bất chấp tất cả, lao về phía Diệp Bắc Minh.
Ngay trước mặt mọi người Thanh Huyền Tông, Hạ Nhược Tuyết nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Ôm nhau thật chặt. Chị Nhược Tuyết. Tiêu Nhã Phi mất mát. Tâm trạng vừa ổn định được của Tô Thanh Ca lại rơi xuống vực sâu một lần nữa. Lần này, cô ta không cần hỏi cũng biết cô gái tên là Nhược Tuyết này nhất định là người phụ nữ mà Diệp Bắc Minh yêu. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Thế mà anh lại ở chỗ này. Em còn tưởng cả đời này đều không gặp lại anh được. Hu hu hu, Tôn Thiến mang thai, cô ấy bị thần nữ Túc Hoàng lừa đến một hòn đảo. Em vì muốn thông báo cho anh, vất vả lắm mới chạy thoát được, không ngờ lại bị Diệt Tuyệt thượng nhân đưa đi. Em cho rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa, hu hu hu. Hạ Nhược Tuyết đang run rẩy, không thèm để ý đến ai mà gào khóc. Cho dù ở xung quanh có bao nhiêu người, giờ phút này cô ấy chỉ muốn ôm Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh cũng đỏ lên, anh không ngừng an ủi, yên tâm, tất cả đều đã có anh rồi. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương em nữa. Diệt Tuyệt thượng nhân cong khóe miệng lên nở một nụ cười lạnh như băng, đúng là không ai có thể tổn thương con bé, nhưng cái mạng nhỏ của cậu cũng sẽ không còn đâu. Biết không, người trẻ tuổi, không ai có thể nhúng chàm đồ nhi của tôi, cậu chết. Chắc hẳn con bé sẽ có thể chuyên tâm tập võ. Trong chốc lát, trên người Diệt Tuyệt thượng nhân bộc phát ra một loại sát ý kinh khủng. Vẫn luôn khóa chặt Diệp Bắc Minh lại. Hơn triệu đệ tử ở đây không ngừng run rẩy lui lại. Khí tức của Thánh Chủ Hậu Kỳ lại kinh khủng như vậy. Trong chớp nhoáng này, Diệp Bắc Minh có một loại ảo giác. Sát khí của Diệt Tuyệt thượng nhân bao vây lấy anh giống như là nước biển vậy. Đừng hòng đụng đến tiểu sư đệ của tôi. Vương Như Yên khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Liễu Như Khanh, Hoàng hậu Hồng Đào, Khương Tử Cơ cũng nhanh chóng đi tới, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệt Tuyệt thượng nhân cười, ha ha, tốt, rất tốt. Chỉ là Thanh Huyền Tông muốn đối địch với thần kiếm môn tôi sao? Bà ta vừa dứt lời, mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông đều biến sắc. Diệt Tuyệt tiền bối, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Những người này mặc dù là đệ tử của Thanh Huyền Tông, nhưng hành vi của bọn họ chỉ đại diện cho chính bọn họ thôi. Lãnh Nguyệt trưởng lão, bà xem mấy đệ tử của bà đi, tất cả bọn họ đều điên rồi. Mấy thái thượng trưởng lão bị dọa đến mức sợ mất mật. Lãnh Nguyệt cũng phải chịu áp lực rất lớn, bà ấy nhìn về phía Diệt Tuyệt thượng nhân, Diệt Tuyệt, tất cả mọi người đều là cảnh giới thánh chủ, bà hãy nể mặt nhà họ Lãnh tôi. Diệt Tuyệt thượng nhân cười, nhà họ Lãnh cũng có mặt mũi ư. Nực cười. Bà ta đưa tay ra đè ép Lãnh Nguyệt. Bịch. Lãnh Nguyệt căn bản không chịu nổi, quỳ rạp xuống trên đài cao. Đầu gối nổ tung. Lãnh Nguyệt trưởng lão. Đám thái thượng trưởng lão khác đều biến sắc. Chỉ có Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh hứng thú mỉm cười. Sát chủ lạnh lùng nói, cho dù bà là thái thượng trưởng lão của thần kiếm môn thì cũng không thể làm nhục trưởng lão của Thanh Huyền Tông tôi như vậy chứ. Diệt Tuyệt thượng nhân nhíu đôi mắt đục ngầu lại, ồ, sát khí thật nặng. Bà cũng quỳ xuống cho lão thân. Bà ta đưa bàn tay gầy guộc ra đè xuống trong không khí, một khí thế như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Sát chủ dùng toàn lực phản kháng, nhưng vẫn không địch lại. Bà ta phun ra một ngụm máu tươi sau đó quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông đều tuyệt vọng. Thế mà hai vị thái thượng trưởng lão còn không thể chịu đựng được một chiêu của Diệt Tuyệt thượng nhân. Diệt Tuyệt thượng nhân không tiếp tục đối phó với hai người nữa, mà lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, nhóc con, có nhiều người ra mặt vì cậu thật đấy. Đồ nhi ngoan của tôi cũng thích cậu, xem ra cậu không đơn giản đâu. Bà ta nhếch miệng cười một tiếng, lão thân thích giết những thiên tài có bối cảnh nhất. Không biết lúc tôi nghiền nát đầu của cậu, những người này sẽ có vẻ mặt gì đây? Một khí thế cường đại hội tụ trên người Diệt Tuyệt thượng nhân, vào lúc bà ta sắp ra tay. Đừng mà! Hạ Nhược Tuyết đứng chắn trước người Diệp Bắc Minh, Diệt Tuyệt tiền bối, tôi cầu xin bà đừng thương tổn Bắc Minh. Tôi đồng ý với bà, tôi đồng ý làm đệ tử của bà. Chỉ cần bà không làm tổn thương Bắc Minh, tôi đồng ý lập tức trở về thần kiếm môn với bà, về sau tuyệt sẽ không phản bội. Ánh mắt Diệt Tuyệt thượng nhân vô cùng lạnh lẽo, xem ra cô thích cậu ta thật. Đáng tiếc, đệ tử của tôi không được phép có tình cảm. Tất cả đàn ông trên đời này đều là lừa đảo, là nguồn gốc của tất cả tội ác.
Diệp Bắc Minh cười nói, có phải bà già này từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu không vậy? Sao lại có địch ý lớn như thế với đàn ông chứ? Có phải bởi vì không có người đàn ông nào thích bà không? Hay là người đàn ông mà bà thích không thích bà? Hai, nhìn dáng vẻ này của bà, mọi người đều có thể hiểu mà. Anh thở dài một tiếng. Cho dù người đàn ông mà bà thích có lựa chọn những người phụ nữ khác, cũng sẽ không sẽ chọn loại phụ nữ có tâm lý biến thái như bà đi. Xung quanh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hơn triệu đệ tử ở xung quanh đều khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, bị dọa đến mức trái tim như muốn nổ tung. Diệp Bắc Minh nói cái gì? Thế mà, lại còn nói Diệt Tuyệt Thượng Nhân là bà lão biến thái. Mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông bị dọa đến mức cả người run rẩy. Cho dù là Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh, da mặt cũng phải run rẩy, tên nhóc này đúng là to gan bằng trời. Lãnh Nguyệt và Sát Chủ đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt rung động. Tô Thanh Ca trong đám người gần như bị dọa đến bất tỉnh. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Dung Phi nóng lên, trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ, hoa hoa, anh Diệp vẫn mạnh mẽ như vậy. Thằng oát con, cậu đáng chết. Diệt Tuyệt Thượng Nhân suýt chút đã phun ra một ngụm máu, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Diệp Bắc Minh đã đoán đúng. Bà ta bị đàn ông vứt bỏ để lựa chọn những người phụ nữ khác. Cho nên mới căm hận đàn ông trên đời này đến thấu xương. Những lời này của Diệp Bắc Minh quả thực là sát muối lên trên vết sẹo của bà ta. Tuyệt đối không thể tha thứ. Bà ta ra tay trong nháy mắt. Không khí chấn động kịch liệt, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy một uy áp kinh khủng cuốn tới. Một giây sau, Diệt Tuyệt Thượng Nhân đã xuất hiện trước người anh, tung một chưởng về phía ngực Diệp Bắc Minh. Tốc độ thật nhanh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, trong nháy mắt đã kịp phản ứng. Anh đưa tay đấm ra một quyền. Long đế quyết. Khí tức cường đại ngưng tụ trong nắm đấm, va chạm với một chưởng kia của Diệt Tuyệt Thượng Nhân. Ầm ầm. Một khí tức cường đại nổ tung, lan mạnh ra bốn phương tám hướng. Diệp Bắc Minh bị đẩy lui vài chục bước. Diệt Tuyệt Thượng Nhân cũng lui lại ba bước, lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất. A! À, những tiếng hít khí lạnh truyền đến, tất cả mọi người đều ngây ra. Trong lòng phải chịu đả kích cực lớn. Đậu má! Là tôi nhìn nhầm sao? Diệp Cuồng Nhân lại có thể chống đỡ được cảnh giới thánh chủ. Cho dù là người xếp hạng nhất bảng Thanh Huyền cũng không phải là đối thủ của Diệp Cuồng Nhân ư. Ừng ực. Hơn triệu đệ tử ở đây đều điên cuồng nuốt nước bọt, cảm giác giống như đang nằm mơ. Trong đôi mắt của Ô Đạo Sinh tràn ngập tơ máu, anh cả. Anh đã nhìn thấy chưa? Thế mà tên nhóc này lại chặn được một trưởng của cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Khóe mắt Ô Đạo Hành rung động, anh thấy rồi, chắc chắn cái chết của chú ba có liên quan đến cậu ta. Vậy mà thực lực của tiểu sư đệ lại. Mấy vị sư tỷ chớp chớp đôi mắt đẹp, vô cùng mừng rỡ. Diệt Tuyệt Thượng Nhân sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không ngờ đấy thằng oát con, cậu lại có thực lực như vậy. Thiêu đốt chân nguyên của mình, dùng toàn lực bộc phát một kích sao. Vừa rồi một quyền này ít nhất đã tiêu hao 1/3 chân nguyên của cậu đi. Cậu có thể tung ra được bao nhiêu đòn tấn công như vậy nữa? Không hổ là cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Thế mà nhìn một cái đã nhận ra Diệp Bắc Minh dùng chân nguyên bộc phát. Hai người Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh nhìn thoáng qua nhau. Sau khi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lại âm trầm xuống. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Khôi phục chân nguyên nhanh chóng. Diệt Tuyệt Thượng Nhân cười nhạo một tiếng, muốn ăn đan dược để khôi phục chân nguyên. Cậu chịu đựng được đến cuối cùng sao? Vèo. Một tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Diệt Tuyệt Thượng Nhân lao tới giống như một viên đạn. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hai người va chạm, Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng một hồi, lục phủ ngũ tạng truyền đến cơn đau đớn. Diệt Tuyệt Thượng Nhân vẫn bị đẩy lui ba bước. Đây chính là cảnh giới thánh chủ hậu kỳ sao? Thật mạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, dùng kiếm đoạn long đi. Đừng đùa nữa. Diệp Bắc Minh khẽ cười một tiếng, hàm răng nhuộm đầy máu tươi, không có việc gì, tôi chỉ muốn thử xem Long Đế Quyết bộc phát toàn lực thế nào thôi, không có ông, liệu tôi có thể đối phó với cảnh giới thánh chủ được không? Nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Yên tâm đi,
tôi tự biết chừng mực. Diệp Bắc Minh giẫm chân xuống một cái, thế mà lại chủ động xuất kích. Cậu ta điên rồi sao? Võ thần đánh cảnh giới thánh chủ động xuất kích. Võ thần, tiên thiên, hợp nhất, cảnh giới thánh, thánh vương, thánh chủ. Đậu má, tận 5 cảnh giới lớn. Mẹ nó. Diệp cuồng nhân, đây chính là lá một người cuồng nhân. Cuồng, 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 đơn giản là cuồng không giới hạn. Đám đệ tử Thanh Huyền Tông kích động sôi trào nhiệt huyết. Ai nấy đều siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, há to miệng thở hổn hển, hận không phải là mình đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước mặt Diệt Tuyệt Thượng Nhân, huyết khí toàn thân phun trào. Ở sau lưng anh là huyết khí đầy trời, một con huyết long màu đỏ hiện ra. Đây không phải là huyết long bình thường, mà là một con tổ long. Tổ long pháp tướng và long đế quyết dung hợp. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bị dọa đến mức không nhìn được nói tục, đậu má mẹ nó, tên nhóc cậu làm được kiểu gì vậy? Đúng là quá bất ngờ. Diệp Bắc Minh tùy tiện dùng một suy nghĩ trong đầu trả lời, tôi chỉ là thử một chút, không nghĩ tới sẽ thành công. Mẹ nó, cậu đúng là một tên biến thái. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn trong lòng, bùng nổ cho tôi, 7 phần lực lượng. Gào. Theo một tiếng rồng gào thét. Tổ long màu đỏ chui vào trong cơ thể anh, sau đó xông ra từ nắm đấm. Thế mà Diệt Tuyệt Thượng Nhân lại cảm giác được một sự nguy hiểm, sao có thể? Tên oát con này lại có thể khiến mình cảm thấy nguy hiểm ư? Tuyệt đối không có khả năng. Bà ta gào thét một tiếng trong lòng. Áp lực mang theo thực lực tuyệt đối của cảnh giới thánh chủ xông lên. Bàn tay gầy guộc nắm lại, hóa thành móng vuốt xương trắng chộp tới. Cả người Diệt Tuyệt Thượng Nhân rung mạnh. Bàn tay truyền đến đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế. Mặc dù bàn tay bà ta không nổ tung, nhưng lại vỡ ra một lỗ hổng kinh khủng. Máu me đầm đìa, để lộ xương trắng sâu trong máu thịt. Cả người bà ta cũng bị một quyền của Diệp Bắc Minh đánh bay ra ngoài, quay cuồng một hồi trên không trung mới rơi xuống mặt đất. Sư phụ! Mấy nữ đệ tử thần kiếm môn khiếp sợ tiến lên. Cút đi! Diệt Tuyệt Thượng Nhân giẫm chân xuống một cái. Một luồng khí đẩy lui mấy cô gái ra ngoài. Nếu như Diệt Tuyệt Thượng Nhân không phải cảnh giới thánh chủ hậu kỳ, một quyền này, có lẽ bà ta sẽ chết. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt Thượng Nhân vừa mới đứng vững không nhìn được run rẩy một chút, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, tên nhóc này, rốt cuộc là yêu quái gì? Hơn triệu đệ tử Thanh Huyền Tông đều đỏ mặt lên, kích động hít khí lạnh. Chị! Bắt đầu từ Côn Luân hư anh ấy chưa từng thua bao giờ. Tiêu Nhã Phi kích động dậm chân, chỉ có thể vĩnh viễn tin tưởng anh Diệp. Tiêu Dung Phi cứng ngắc tại chỗ, đôi mắt đẹp không ngừng co vào. Trong lòng cô ta rung động như xảy ra động đất. Ba chữ Diệp Bắc Minh này cả đời cũng không thể xóa sạch được trong lòng cô ta. Hạ Nhược Tuyết há to cái miệng nhỏ ra, Bắc Minh. Cho dù Tô Thanh Ca đã biết thân phận của Diệp Bắc Minh, biết anh từng giết cảnh giới thánh chủ sơ kỳ. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại có thể chống lại được cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Không hổ là tiểu sư đệ. Quá mạnh. Mấy người Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ đều nở nụ cười. Mặc dù các cô cũng rất rung động, nhưng vui mừng nhiều hơn. Chuyện này, Diệp Bắc Minh, cậu ta. Tên nhóc này mới nhập tông mấy ngày. Chúng ta còn chưa kịp chú ý mà cậu ta đã có biểu hiện như vậy rồi. Ông trời ơi, nếu bồi dưỡng cậu ta thật tốt, chẳng phải về sau cậu ta sẽ có thể đưa Thanh Huyền Tông đi đến một đỉnh cao khác sao? Mấy thái thượng trưởng lão đều rất kích động. Ánh mắt của Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh điên cuồng co vào, ngưng tụ thành sát ý lạnh như băng. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Ha 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 ha. Một tiếng cười điên cuồng khàn khàn vang lên, Diệt Tuyệt Thượng Nhân lấy ra một chút thuốc bột vẩy vào vết thương trên tay. Bà ta vừa quấn băng vải vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, vở kịch này nên kết thúc rồi. Cậu có thể buộc lão thân dùng vũ khí, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Diệt Tuyệt chạm vào nhẫn chữ vật. Keng! Một tiếng kiếm vang lên. Một thanh bảo kiếm cực kỳ hoa lệ xuất hiện trong tay bà ta, kiếm này tên là Kiếm Phượng Minh, cả đời nó đã từng giết 13 người cảnh giới thánh chủ. 107 người cảnh giới thánh vương. Võ giả cảnh giới còn lại càng nhiều không kể xiết. Diệp Bắc Minh, cậu có thể chết ở dưới Kiếm Phượng Minh là vinh hạnh của cậu.
Vừa dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái cầm kiếm Phượng Minh trong tay, đánh tới. Keng! Một kiếm, Phượng gáy cửu thiên. Diệp Bắc Minh cảm nhận được một sự uy hiếp, kiếm Phượng Minh đã tới trước mặt anh, chém về phía cổ họng của anh. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại. Đưa tay nắm lấy trong hư không. Đoạn Long, ra! Anh quát to một tiếng. Trong lòng bàn tay anh xuất hiện một thanh bảo kiếm màu đen, toàn thân được một phù điêu hình rồng sinh động như thật vần quanh. Một kiếm chém ra, va chạm với kiếm Phượng Minh. Keng một tiếng vang giòn, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm Phượng Minh trực tiếp nổ tung giống như vũ khí rác rưởi, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra ngoài. Một luồng khí mênh mông nổ tung, Diệt Tuyệt thượng nhân lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Làm sao có thể? Diệt Tuyệt thượng nhân phát ra tiếng gào thét, ánh mắt khiếp sợ co vào. Bà ta nhìn chằm chằm vào kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh, không dám tin kêu to kiếm Long Đồ. Trong tay cậu chính là kiếm Long Đồ. Một giây sau, kinh ngạc biến thành kích động, tham lam. Kiếm Long Đồ. Kiếm Long Đồ ở trong tay Diệp Bắc Minh. Mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông đều ngây người. Kiếm Long Đồ ở trong tay cậu ta, Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh cũng giật nảy cả mình, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nguyệt thầm kêu không tốt, nguy rồi. Sát chủ cũng sửng sốt, không thể tin nhìn kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh. Cái gì là kiếm Long Đồ? Cậu nhập môn trễ, còn không biết kiếm Long Đồ đã từng là bảo bối chấn tông của Thanh Huyền Tông. Hơn triệu đệ tử nghị luận. Mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông không thể rời mắt được, nhìn chằm chằm vào kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh, hả? Không thích hợp. Kiếm Long Đồ là kiếm gãy, chỉ có một đoạn, tại sao thanh kiếm Long Đồ này lại là hoàn chỉnh? Chờ một chút, chẳng lẽ, tên nhóc này đã sửa lại kiếm Long Đồ? Mấy thái thượng trưởng lão khiếp sợ nhìn qua. Khuôn mặt già nua của Diệt Tuyệt thượng nhân đỏ bừng, khàn khàn cười to, khặc khặc khặc, đây quả thật là ông trời chú định. Diệt Tuyệt tôi sống 3.700 năm, vẫn luôn mắc kẹt ở cảnh giới thánh chủ hậu kỳ, kiếm này nhất định có thể giúp tôi đột phá cảnh giới thánh chủ. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là linh vật của lão thân. Cậu yên tâm đi, lão thân giết cậu lấy được kiếm Long Đồ, nhất định sẽ an táng cậu cực kỳ long trọng. Trong nháy mắt, bà ta đã ra tay. Lực lượng của cảnh giới thánh chủ bộc phát toàn bộ, đã không còn giữ lại bất kỳ cái gì nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng sốt ruột, cậu nhóc, cẩn thận. Bà già này đã dùng toàn bộ sức lực. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Đột nhiên, cửa núi của Thanh Huyền Tông truyền ra một tiếng quát, thần kiếm môn rất lợi hại sao? Lão Võ, cho lão yêu bà này một bài học. Vâng, tiểu thư. Một giọng nói vừa già nua vừa cung kính vang lên. Mọi người vẫn chưa nhìn rõ là chuyện gì, chỉ thấy một tàn ảnh xông vào cửa núi của Thanh Huyền Tông như điện giật. Đến trước người Diệt Tuyệt thượng nhân. Ông. Khoảnh khắc Diệt Tuyệt thượng nhân nhìn thấy ông lão, sâu trong ánh mắt già nua lóe lên vẻ kiêng sợ. Bốp, bốp, bốp. Ông lão giơ tay, tát xuống như mưa rơi. Trời ơi. Mọi người nhìn mà ngẩn người, không ngừng nuốt nước miếng. Ông lão tát mười mấy cái liền một lúc. Diệt Tuyệt thượng nhân bị đánh bay đi, khuôn mặt già sưng đỏ. Bà ta tức giận nhìn chằm chằm ông lão, ông dám đánh tôi? Tôi là thái thượng trưởng lão của thần kiếm môn, ông muốn đối địch với thần kiếm môn sao? Một cô gái cao ngạo như Phượng Hoàng đi đến, thần kiếm môn thì làm sao? Gia tộc thượng cổ tôi không dạy bảo được hả? Cô là người của gia tộc thượng cổ. Diệt Tuyệt thượng nhân ngẩn người, lửa giận đầy lồng ngực lập tức biến mất. Giống như bị dội một chậu nước lạnh. Diệp Bắc Minh nhìn cô gái kiêu ngạo đó, là cô. Là tôi. Cô gái kiêu ngạo cười xinh đẹp. Anh Diệp, đã lâu không gặp. Chu Hoàng, người của gia tộc thượng cổ. Từng gặp ở thiên hạ đệ nhất các côn luân hư. Diệt Tuyệt thượng nhân bỏ đến, kiêng sợ nhìn Chu Hoàng, cô là người của gia tộc thượng cổ. Chu Hoàng thản nhiên gật đầu, đúng thế, anh Diệp là bạn của tôi mà bà lại dám ra tay với anh ta. Thần kiếm môn rất lợi hại phải không? Có cần tôi nói với gia chủ, phái một sứ giả đến thăm thần kiếm môn không? Nghe đến mấy chữ, đến thăm. Trái tim Diệt Tuyệt thượng nhân thắt lại, bà ta vội vàng tươi cười, Chu tiểu thư, tất cả đều là hiểu nhầm, vừa nãy tôi không biết Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp là bạn của cô. Bắt đầu từ bây giờ, Diệt Tuyệt thượng nhân tôi xin thề tuyệt đối không gây chuyện với cậu Diệp. Đám người Thanh Huyền Tông ngẩn người.
có người nhỏ tiếng bàn tán. Đường đường cảnh giới thánh chủ hậu kỳ lại trở mặt như lật sách. Gia tộc thượng cổ thực sự cường mạnh như vậy sao, một nữ đệ tử nghi hoặc. Một ông lão ở bên cạnh gật đầu, đương nhiên rồi, cô vẫn còn trẻ, không biết sự khủng bố của gia tộc thượng cổ. Cho dù 10 thần kiếm môn cộng lại, cũng không bằng một gia tộc thượng cổ. Cho dù tông chủ của thần kiếm môn có mặt ở đây, cũng phải nể mặt Chu tiểu thư này. Đám người Thanh Huyền Tông ngẩn người, gia tộc thượng cổ mạnh đến vậy ư? Chu Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, bà cút được rồi đấy. Diệt Tuyệt thượng nhân không dám nhiều lời, nhìn Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết một cái sâu sắc, rồi quay người định bỏ đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, tôi cho bà đi chưa? Soạt! Liền sau đó, rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cũng nảy ra một ý nghĩ, Diệp cuồng nhân còn muốn làm gì? Diệt Tuyệt thượng nhân lạnh lùng quay đầu, Diệp Bắc Minh, tôi nể mặt Chu tiểu thư nên không tính toán với cậu. Diệp Bắc Minh cười, bà không tính toán với tôi. Xin lỗi, chúng ta phải tính sổ rồi. Tính sổ. Diệt Tuyệt thượng nhân kiềm chế lửa giận trong lòng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Diệt Tuyệt thượng nhân, thứ nhất, bà bắt Nhược Tuyết đi. Thứ hai, bà đã đánh Lãnh Nguyệt trưởng lão và sát chủ trưởng lão bị thương. Thứ ba, bà nổi lòng muốn giết tôi. Nể tình bà không làm hại Nhược Tuyết, tôi có thể tha cho bà không chết. Dừng một chút. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, quỳ xuống cho tôi, dập đầu nhận sai với Nhược Tuyết, Lãnh Nguyệt trưởng lão, sát chủ trưởng lão. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Suýt. Nghe thấy lời này, tất cả người của Thanh Huyền Tông đều hít khí lạnh. Ôi trời ơi! Diệp cuồng nhân bắt người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ quỳ xuống. Một luồng khí tức kinh hồn bạt vía lan khắp trên quảng trường, bầu không khí nặng nề. Cho dù là mấy vị thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, cũng có cảm giác khó thở. Ô Đạo Hoành và Ô Đạo Sinh quay sang nhìn nhau, tên nhóc này cũng thật ngông cuồng quá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sâu trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết bỗng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca khẽ há cái miệng nhỏ, cuối cùng đã được chứng kiến sự ngông cuồng của Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt và sát chủ cũng hiện nét mặt không dám tin. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi tóm chặt 10 đầu ngón tay, căng thẳng đến cơ thể không ngừng run lên. Chỉ có Chu Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, khí phách thật lớn, sao mình có một ảo giác anh ta không phải đang cáo mượn oai hùng, mượn tuy thế của mình nhỉ? Ngược lại giống như, cho dù không có mình, anh ta cũng có thể giải quyết được Diệt Tuyệt thượng nhân. Chu Hoàng nghĩ, thầm lắc đầu, làm sao có thể chứ? Diệt Tuyệt thượng nhân là thánh chủ hậu kỳ. Nếu cô ta không ra tay, Diệp Bắc Minh sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả chìm trong im lặng. Cậu nói cái gì? Diệt Tuyệt thượng nhân ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Diệp Bắc Minh quát một tiếng, bà già, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Diệt Tuyệt thượng nhân tức đến khuôn mặt già trắng bệch, sâu trong đáy mắt cuồn cuộn lửa giận. Bà ta cắn chặt răng, hận không thể xông lên xé xác Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, tôi ức hiếp người quá đáng đấy, thì làm sao? Cậu! Diệt Tuyệt thượng nhân tức đến suýt phun ra máu. Chu Hoàng nhả ra hai chữ, quỳ đi. Cơ thể Diệt Tuyệt thượng nhân run lên, không dám tin nhìn Chu Hoàng, Chu tiểu thư, tôi là cảnh giới thánh chủ, tên nhóc này cùng lắm là võ thần. Ngay cả võ đạo cấp cao mà cậu ta cũng chưa chạm được đến, cô muốn tôi quỳ trước cậu ta. Chu Hoàng cười. Đôi mắt chuyển động như gợn nước, bảo bà quỳ thì quỳ, nhiều lời thế làm gì? Lão võ, nếu bà ta không quỳ, thì ông giúp bà ta. Rõ. Ông lão đi theo Chu Hoàng đến gật đầu. Dậm chân, xuất hiện bên cạnh Diệt Tuyệt thượng nhân như quỷ mị, bà tự quỳ, hay tôi giúp bà? Diệt Tuyệt thượng nhân sợ đến lùi lại ba bước. Bà ta cắn vỡ răng, tôi quỳ. Trong ánh mắt chấn hãi của mọi người. Diệt Tuyệt thượng nhân thụp một tiếng quỳ trước Lãnh Nguyệt và sát chủ. Hai vị trưởng lão, xin lỗi, là lỗi của Diệt Tuyệt tôi xin lỗi hai người. Quỳ thật rồi. Lãnh Nguyệt và sát chủ ngẩn người, không sao. Diệt Tuyệt thượng nhân chậm rãi đứng lên, nhìn sang Hạ Nhược Tuyết. Bà ta rằng có một lát, mềm đầu gối quỳ xuống, Hạ Nhược Tuyết, Diệt Tuyệt đã sai, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, bà không làm hại tôi.
còn đưa tôi tìm được Bắc Minh, bỏ qua đi. Đa tạ. Diệt Tuyệt thượng nhân cắn răng đứng lên, chúng ta đi thôi. Đợi đã. Giọng của Diệp Bắc Minh lại vang lên. Mọi người nghi hoặc nhìn qua. Diệt Tuyệt thượng nhân quỳ xuống xin lỗi đã khiến mọi người chấn hãi, Diệp Bắc Minh còn muốn làm gì? Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, vừa nãy bà đã do dự, bây giờ để lại một cánh tay đi. Đám người Thanh Huyền Tông thộn người. Lãnh Nguyệt và sát chủ quay đầu, chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Ngay cả Chu Hoàng cũng thộn mặt. Ô Đạo Hoành và Ô Đạo Sinh càng thộn mặt. Cả quảng trường tĩnh lặng. Chấn hãi. Kinh ngạc. Không dám tin. Ngông cuồng là thế nào? Mẹ kiếp, đây mới là ngông cuồng. Không những bắt cảnh giới thánh chủ hậu kỳ quỳ xuống, mẹ kiếp, lại còn bắt để lại một cánh tay. Diệt Tuyệt thượng nhân nổi giận hùng hổ, tức tối gào thét như chó điên, Diệp Bắc Minh, mày coi tao là ai hả? Tao là Diệt Tuyệt thượng nhân, lần trước, những người ăn nói với tao như vậy cũng không được chết toàn thây đâu. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một câu, ồn ào. Soạt, lập tức, ra tay. Sau lưng ma khí ngập trời nổi lên, sôi sục giống như thủy triều. Anh cầm kiếm đoạn long, chân dẫm lôi ảnh trùng trùng, trong tích tắc xuất hiện trước người Diệt Tuyệt thượng nhân. Kiếm đoạn long trong tay giáng xuống. Mày dám. Diệt Tuyệt thượng nhân tức đến bảy lỗ mắt mũi miệng tai xì xì ra khói. Ru. Kiếm đoạn long bùng phát, một con tổ long màu đỏ máu hóa thành kiếm khí ập đến. Đồng tử của Diệt Tuyệt thượng nhân co lại, Diệp Bắc Minh dám thật ư. Lần này cho dù nhà họ Chu bảo vệ mày, tao cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Diệt Tuyệt thượng nhân giơ bàn tay lành lặn ra tóm, toàn bộ chân nguyên truyền ra. Hóa thành một bộ vuốt, tóm về phía kiếm đoạn long. Bà ta vốn đã bị lão võ bên cạnh Chu Hoàng đánh trọng thương, lúc này Diệp Bắc Minh giáng một đường kiếm xuống, Diệt Tuyệt thượng nhân không đỡ nổi. Phập, cánh tay của bà ta nổ tung, hóa thành xương máu. A, à, Diệt Tuyệt thượng nhân phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Sư phụ, mấy cô gái của thần kiếm môn kinh hãi kêu lên. Diệp Bắc Minh không dừng tay, giáng xuống đường kiếm thứ hai. Trong đôi mắt của Diệt Tuyệt thượng nhân phản chiếu ra kiếm đoạn long màu đen, bà ta hoàn toàn hoảng sợ. Sợ hãi hét lớn, Diệp Bắc Minh, mày muốn một cánh tay của tao. Bây giờ mày đã hủy một cánh tay của tao rồi, tại sao mày còn muốn ra tay? Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, tôi đã cho bà cơ hội, tại sao bà không trân trọng? Muộn rồi. Vừa nãy là một cánh tay, bây giờ là một cái mạng. Mọi người đều trố mắt. Diệp cuồng nhân muốn giết Diệt Tuyệt thượng nhân. Trong lòng Diệt Tuyệt thượng nhân cháy lên cơn lửa giận, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Liền sau đó, bà ta nhìn đôi mắt băng lạnh vô tình của Diệp Bắc Minh, lửa giận lập tức tắt ngấm. Bà ta không nhịn được run lên ớn lạnh, Diệp Bắc Minh không đùa, mà rất nghiêm túc. Diệt Tuyệt thượng nhân sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi trong lịch sử, đôi môi bà ta run run, xin lỗi, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Muộn rồi. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ. Sợ kiếm đoạn long, giáng xuống một đường kiếm. Đừng. Diệt Tuyệt thượng nhân kinh sợ gào thét, đôi mắt già nua phản chiếu bóng của kiếm đoạn long đang đập xuống. Phụt. Một kiếm. Diệt Tuyệt thượng nhân hóa thành xương máu. Tất cả mọi người trên quảng trường đều nín thở. Sư phụ. Mấy cô gái của thần kiếm môn sợ đến gần như thất thanh. Lãnh Nguyệt, sát chủ, Ô Đạo Hoành, Ô Đạo Sinh và cả các thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, người nào cũng run lên bần bật. Tên nhóc này, hai chân của Ô Đạo Sinh run rẩy. Sắc mặt của Ô Đạo Hoành cũng cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Diệt Tuyệt thượng nhân. Diệt Tuyệt thượng nhân cảnh giới thánh chủ hậu kỳ chết rồi. Diệp cuồng nhân đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Vãi, sau này Thanh Huyền Tông còn có ai dám chọc vào Diệp cuồng nhân đây? Toàn bộ hàng triệu đệ tử của Thanh Huyền Tông đều giữ tư thế há hốc miệng. Dường như sắp rớt cả cằm. Hạ Nhược Tuyết hơi thộn người, cô ấy biết rõ thực lực của Diệt Tuyệt thượng nhân, thế mà bà ta lại chết như vậy. Ánh mắt Tô Thanh Ca nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng, chị, đây là thật sao? Anh Diệp đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Trong đôi mắt Tiêu Dung Phi đầy chấn hãi, gật đầu, là thật đấy. Sát phạt quyết đoán, mới là tiểu sư đệ. Mấy người Khương Tử Cơ, Lục Tuyết Kỳ,
Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh ánh mắt rực lửa. Lúc Diệt Tuyệt thượng nhân chết, ở hậu sơn thần kiếm môn. Sâu trong động phủ cổ xưa có một tiếng gào thét xé gan xé phổi vang lên, em gái. Không, không. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn, cả thần kiếm môn chấn rung. Chấn kinh nhìn về phía hậu sơn. Một đám mây đen từ hậu sơn vụt ra, bên trong thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình ông lão như ác quỷ, em gái, anh trai nhất định báo thù cho em. Bất luận là ai giết em, lão quỷ Hắc Sơn này nhất định phải ăn thịt hắn, uống máu của hắn, nghiền xương cốt hắn thành cho bụi. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Tuyết kéo tay của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca rất ngưỡng mộ, cô ta hy vọng cô gái đó là cô ta. Tiêu Nhã Phi thầm thề rằng sẽ có một ngày phải trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Đám người Khương Tử Cơ đi theo sau Diệp Bắc Minh, định rời đi. Hàng triệu đệ tử có mặt chủ động nhường ra một lối đi, mặc cho bọn họ rời đi. Cho dù là mấy thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, vẫn chìm trong chấn hãi. Diệp Bắc Minh đã giết Diệt Tuyệt thượng nhân. Thật đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khóc. Chu Hoàng nhanh chóng tiến lên, anh Diệp, anh đợi đã, tôi tìm anh có chút chuyện. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bất kể chuyện gì, đợi tôi xử lý xong chuyện riêng của tôi rồi nói. Chu Hoàng ngẩn người, không nói gì. Lão Võ ở một bên cau mày, cậu thanh niên, cậu ngông cuồng cũng thôi đi. Vừa nãy nếu không phải tôi ra tay đánh thương Diệt Tuyệt thượng nhân, cậu thực sự cho rằng cậu có tư cách giết bà ta sao? Tiểu thư chúng tôi giúp cậu, là có giá của nó, cậu có thái độ gì vậy? Chu Hoàng vội vàng nói, Lão Võ, đừng ăn nói linh tinh, tôi đồng ý đợi anh Diệp. Lão Võ hơi tức giận, tiểu thư, loại người này. Được rồi. Đôi mắt Chu Hoàng sầm xuống. Thấy Chu Hoàng nổi giận, Lão Võ mới im miệng. Chu Hoàng tươi cười, anh Diệp, anh cứ bận việc của anh trước. Ba canh giờ sau, tôi lại đến tìm anh. Diệp Bắc Minh tùy tiện gật đầu, được. Dẫn mọi người rời đi. Trong phòng của Diệp Bắc Minh ở Nguyệt Phong, đám người Khương Tử Cơ rất biết ý, không làm phiền hai người Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh. Nhược Tuyết, tình hình của Nhược Giai và Tôn Thiến thế nào rồi? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt Diệp Bắc Minh, dựa vào trong lòng anh, sau khi bọn em bị bắt, hai võ giả đó định đưa bọn em đến Hoàng Triều Đại Chu, kết quả gặp được Tôn Thiến trong rừng rậm ma thú. Giải thích một hồi, cùng gần giống như Diệp Bắc Minh đã tìm hiểu. Tôn Thiến đâu, bây giờ tình hình thế nào? Hạ Nhược Tuyết phản ứng lại, Tôn Thiến mang thai rồi, thần nữ Túc Hoàng ở trong cơ thể của cô ấy, rất có khả năng sẽ ra tay với đứa con của hai người. Em trốn chạy khỏi đảo thần nữ là muốn thông báo với anh, ai ngờ nửa đường bị Diệt Tuyệt thượng nhân đưa đi. Không hay rồi. Hạ Nhược Tuyết bỗng phản ứng lại, kích động nói, Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến và Nhược Giai. Diệp Bắc Minh mỉm cười, yên tâm đi, có lẽ Tôn Thiến không sao. Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc, không sao. Diệp Bắc Minh giải thích, anh đoán, rất có khả năng là mẹ anh đã ra tay. À, bác gái ra tay, thế là thế nào? Hạ Nhược Tuyết càng thấy kỳ lạ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, rất khó giải thích với em, nhưng Nhược Tuyết, xin em tin anh, Tôn Thiến đã an toàn rồi. Hạ Nhược Tuyết suy ngẫm, Diệp Bắc Minh sẽ không gạt cô ấy. Tuy không biết Diệp Bắc Minh biết được mọi việc bằng cách nào, nhưng anh có quá nhiều điểm kỳ lạ. Vốn không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Bỗng nhiên, Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mặt đẹp mơ màng, thứ mà Tôn Thiến có, em cũng muốn có. Trực tiếp đè Diệp Bắc Minh xuống giường. Diệp Bắc Minh đang định phản kháng, phát hiện toàn thân không còn sức lực, hỏng rồi, vừa nãy giết Diệt Tuyệt, không có sức lực phản kháng rồi. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh nảy ý nghĩ, chém đứt cảm nhận. Lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Liền sau đó, Hạ Nhược Tuyết không hề do dự hôn anh. Lật người ngồi lên người Diệp Bắc Minh. Phụt. Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Ô Đạo Hoành, Ô Đạo Sinh và cả các thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, người nào cũng run lên bần bật. Tên nhóc này, hai chân của Ô Đạo Sinh run rẩy. Sắc mặt của Ô Đạo Hoành cũng cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con ruồi. Diệt Tuyệt thượng nhân,
Diệp Tuyệt thượng nhân cảnh giới thánh chủ hậu kỳ chết rồi. Diệp cuồng nhân đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Vãi, sau này Thanh Huyền Tông còn có ai dám chọc vào Diệp cuồng nhân đây? Toàn bộ hàng triệu đệ tử của Thanh Huyền Tông đều giữ tư thế há hốc miệng. Dường như sắp rớt cả cằm. Hạ Nhược Tuyết hơi thộn người, cô ấy biết rõ thực lực của Diệp Tuyệt thượng nhân, thế mà bà ta lại chết như vậy. Ánh mắt Tô Thanh Ca nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng, chị, đây là thật sao? Anh Diệp đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Trong đôi mắt Tiêu Dung Phi đầy chấn hãi, gật đầu, là thật đấy. Sát phạt quyết đoán, mới là tiểu sư đệ. Mấy người Khương Tử Cơ, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh ánh mắt rực lửa. Lúc Diệt Tuyệt thượng nhân chết, ở hậu sơn thần kiếm môn. Sâu trong động phủ cổ xưa có một tiếng gào thét xé gan xé phổi vang lên, em gái. Không, không. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn, cả thần kiếm môn chấn rung. Chấn kinh nhìn về phía hậu sơn. Một đám mây đen từ hậu sơn vụt ra, bên trong thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình ông lão như ác quỷ, em gái, anh trai nhất định báo thù cho em. Bất luận là ai giết em, lão quỷ hắc sơn này nhất định phải ăn thịt hắn, uống máu của hắn, nghiền xương cốt hắn thành cho bụi. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước Hạ Nhược Tuyết, chúng ta đi thôi. Ừm, Hạ Nhược Tuyết kéo tay của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca rất ngưỡng mộ, cô ta hy vọng cô gái đó là cô ta. Tiêu Nhã Phi thầm thề rằng sẽ có một ngày phải trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Đám người Khương Tử Cơ đi theo sau Diệp Bắc Minh, định rời đi. Hàng triệu đệ tử có mặt chủ động nhường ra một lối đi, mặc cho bọn họ rời đi. Cho dù là mấy thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, vẫn chìm trong chấn hãi. Diệp Bắc Minh đã giết Diệt Tuyệt thượng nhân. Thật đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khóc. Chu Hoàng nhanh chóng tiến lên, anh Diệp, anh đợi đã, tôi tìm anh có chút chuyện. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bất kể chuyện gì, đợi tôi xử lý xong chuyện riêng của tôi rồi nói. Chu Hoàng ngẩn người, không nói gì. Lão Võ ở một bên cau mày, cậu thanh niên, cậu ngông cuồng cũng thôi đi. Vừa nãy nếu không phải tôi ra tay đánh thương Diệt Tuyệt thượng nhân, cậu thực sự cho rằng cậu có tư cách giết bà ta sao? Tiểu thư chúng tôi giúp cậu, là có giá của nó, cậu có thái độ gì vậy? Chu Hoàng vội vàng nói, Lão Võ, đừng ăn nói linh tinh, tôi đồng ý đợi anh Diệp. Lão Võ hơi tức giận, tiểu thư, loại người này. Được rồi. Đôi mắt Chu Hoàng sầm xuống. Thấy Chu Hoàng nổi giận, Lão Võ mới im miệng. Chu Hoàng tươi cười, anh Diệp, anh cứ bận việc của anh trước. Ba canh giờ sau, tôi lại đến tìm anh. Diệp Bắc Minh tùy tiện gật đầu, được. Dẫn mọi người rời đi. Trong phòng của Diệp Bắc Minh ở Nguyệt Phong, đám người Khương Tử Cơ rất biết ý, không làm phiền hai người Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh. Nhược Tuyết, tình hình của Nhược Giai và Tôn Thiến thế nào rồi? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt Diệp Bắc Minh, dựa vào trong lòng anh, sau khi bọn em bị bắt, hai võ giả đó định đưa bọn em đến Hoàng Triều Đại Chu, kết quả gặp được Tôn Thiến trong rừng rậm ma thú. Giải thích một hồi, cùng gần giống như Diệp Bắc Minh đã tìm hiểu. Tôn Thiến đâu, bây giờ tình hình thế nào? Hạ Nhược Tuyết phản ứng lại, Tôn Thiến mang thai rồi, thần nữ Túc Hoàng ở trong cơ thể của cô ấy, rất có khả năng sẽ ra tay với đứa con của hai người. Em trốn chạy khỏi đảo thần nữ là muốn thông báo với anh, ai ngờ nửa đường bị Diệt Tuyệt thượng nhân đưa đi. Không hay rồi. Hạ Nhược Tuyết bỗng phản ứng lại, kích động nói, Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến và Nhược Giai. Diệp Bắc Minh mỉm cười, yên tâm đi, có lẽ Tôn Thiến không sao. Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc, không sao. Diệp Bắc Minh giải thích, anh đoán, rất có khả năng là mẹ anh đã ra tay. À, bác gái ra tay, thế là thế nào? Hạ Nhược Tuyết càng thấy kỳ lạ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, rất khó giải thích với em, nhưng Nhược Tuyết, xin em tin anh, Tôn Thiến đã an toàn rồi. Hạ Nhược Tuyết suy ngẫm, Diệp Bắc Minh sẽ không gạt cô ấy. Tuy không biết Diệp Bắc Minh biết được mọi việc bằng cách nào, nhưng anh có quá nhiều điểm kỳ lạ. Vốn không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường. Bỗng nhiên, Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mặt đẹp mơ màng, thứ mà Tôn Thiến có, em cũng muốn có. Trực tiếp đè Diệp Bắc Minh xuống giường.
Diệp Bắc Minh đang định phản kháng, phát hiện toàn thân không còn sức lực, hỏng rồi, vừa nãy giết diệt tuyệt, không có sức lực phản kháng rồi. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh nảy ý nghĩ, chém đứt cảm nhận. Lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Liền sau đó, Hạ Nhược Tuyết không hề do dự hôn anh. Lật người ngồi lên người Diệp Bắc Minh. Phụt. Ba canh giờ sau, Chu Hoàng đến Nguyệt Phong. Đến thẳng nơi ở của Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tôi đến rồi. Không có ai đáp lại. Chu Hoàng cau mày, anh Diệp chắc phải là người giữ lời hứa, thế này là sao? Cô ta lại gần căn phòng, định gõ cửa. Đột nhiên. Bắc Minh. Trong phòng vang lên âm thanh không thể miêu tả. Cơ thể Chu Hoàng cứng đờ, giữ nguyên tư thế gõ cửa. Tay dừng trong không trung, cả người như hóa đá. Bù. Liền sau đó, Chu Hoàng đỏ từ mặt lan đến tận mang tai, hơi thở dồn dập. Trong cơ thể giống như có dòng điện chạy qua từng đợt từng đợt. Cô ta muốn quay người bỏ đi. Nhưng âm thanh trong phòng lại như có ma lực. Hơi thở của Chu Hoàng càng lúc càng dồn dập, không ngừng nuốt nước miếng, anh Diệp, mạnh đến thế sao? Âm thanh trong phòng dần dừng lại. Hạ Nhược Tuyết chìm vào giấc ngủ say. Diệp Bắc Minh đẩy cửa đi ra, vừa hay nhìn thấy Chu Hoàng cứng đờ người đứng trước cửa. Sao cô lại ở đây? Diệp Bắc Minh ngẩn người. À, tôi, việc đó, Chu Hoàng phản ứng lại, dùng mình. Kẹp chặt hai chân. Mau chóng chuyển chủ đề, anh Diệp. Vừa nãy tôi đến tìm anh, nghe thấy có tiếng bên trong. Cho nên nghĩ ở đây đợi anh. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, cô đến bao lâu rồi? Không, không lâu lắm, Chu Hoàng vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh sờ mũi, hỏi sang chuyện khác, nói đi, cô đến tìm tôi có chuyện gì? Lúc này Chu Hoàng mới nhớ ra, mình đến Thanh Huyền Tông để tìm Diệp Bắc Minh có chút chuyện, anh Diệp, là thế này. Lúc trước khi ở thiên hạ đệ nhất các Côn Luân Hư, tôi thấy y thuật của anh rất cao cường. Sau đó sau khi tôi hỏi thăm về anh ở Côn Luân Hư, cũng nghe nói y thuật của anh cực kỳ nghịch thiên. Diệp Bắc Minh cau mày, cô đang điều tra tôi. Chu Hoàng lo sợ Diệp Bắc Minh nổi giận, vội vàng lắc đầu, không phải, anh Diệp, tôi không cố ý. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh hơi sầm xuống, nể tình cô giúp tôi một lần này bỏ qua. Nói đi. Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Chu Hoàng suy nghĩ một lúc, anh Diệp, tôi hy vọng anh có thể đến nhà họ Chu giúp tôi cứu một người. Cứu người? Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, tại sao Chu Hoàng đến Thanh Huyền Tông tìm mình, nói đi, người mà cô muốn tôi cứu tình hình thế nào? Chu Hoàng hít sâu một hơi, anh Diệp, người mà tôi muốn anh cứu chính là bố của tôi. Một năm trước, bố của tôi vì tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến kinh mạch bị tổn thương. Hiện giờ thực lực gần như trượt dốc nghiêm trọng, gia tộc thượng cổ vô cùng tàn khốc, một khi không có thực lực, chúng tôi sẽ không có chỗ đứng trong gia đình. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, tôi từng thấy thủ đoạn của anh Diệp, sau khi người canh giữ của thiên hạ đệ nhất các được anh ra tay chữa trị, chúng tôi đã đặc biệt quan sát. Bây giờ ông ta gần như đã hồi phục như ban đầu. Cho nên, tôi cho rằng anh Diệp nhất định có thể cứu được bố của tôi. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu từ chối, tôi sẽ không cùng cô đến gia tộc thượng cổ. À, trong đôi mắt đẹp của Chu Hoàng đầy vẻ thất vọng, anh Diệp, tôi sẽ không để anh đi không công. Tôi bảo đảm, nhất định cho anh. Diệp Bắc Minh ngắt lời Chu Hoàng, tôi không phải muốn đòi lợi ích từ cô. Tuy tôi không đến nhà họ Chu, nhưng cô có thể đưa bố của cô đến gặp tôi. Chỉ cần cô đưa ông ấy đến trước mặt tôi có thể ra tay khám xem, còn về có thể chữa được hay không. Tôi cũng không thể bảo đảm. À, vẻ thất vọng trong đôi mắt Chu Hoàng biến thành vui mừng. Cô ta vội vàng gật đầu, được, anh Diệp, tôi đưa bố của tôi đến ngay. Được, tôi ở Thanh Huyền Tông đợi cô. Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý. Chu Hoàng vô cùng kích động, tiện tay lấy ra một chiếc hộp gỗ, anh Diệp, đây là một cây dược liệu 10.000 năm, hy vọng anh không từ chối. Lôi đình Diệp 10.000 năm, đồ tốt. Diệp Bắc Minh cũng không khách sáo, tiện tay nhận lấy. Cáo từ. Chu Hoàng quay người bỏ đi. Diệp Bắc Minh nhìn bóng lưng của Chu Hoàng, vẻ mặt hơi kỳ dị, cô Chu, đợi đã. À, sao thế? Chu Hoàng dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, việc đó, tốt nhất cô thay chiếc váy rồi ra về, nếu không.
anh chỉ vào váy của Chu Hoàng. Váy, a. À. Chu Hoàng hơi nghi hoặc, sờ lên váy. Chỉ thấy tà váy phía sau ướt một mảng. A. À. Chu Hoàng ngượng ngùng hét lên, cô ta bỗng nhiên dậm chân, bụng mặt chạy đi. Chu Hoàng tìm một nơi không người thay một cái váy khác, lúc này mới rời khỏi Nguyệt Phong. Tiểu thư, tên Diệp Bắc Minh kia đâu? Lão Võ canh giữ ở lối vào Nguyệt Phong, nhìn thấy Chu Hoàng đi xuống thì nhanh chóng tiến lên. Chu Hoàng lắc đầu, anh ta không đi ra ngoài cùng với tôi. Đôi mắt Lão Võ lập tức trở nên lạnh lẽo, tên Diệp Bắc Minh này thật không biết điều, bảo anh ta đi đến gia tộc thượng cổ cứu người mà còn dám không đồng ý. Tiểu thư, để tôi tự mình ra tay, tôi không tin tên này sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói xong, Lão Võ muốn xông vào Nguyệt Phong. Chu Hoàng ngăn cản Lão Võ, Lão Võ, ông làm gì vậy? Giọng nói lạnh như băng của Lão Võ vang lên, đương nhiên là đi bắt Diệp Bắc Minh về nhà họ Chu. Không thể. Tiểu thư. Lão Võ, bố tôi từng nói rồi, lần này ông sẽ toàn quyền nghe tôi chỉ huy. Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng lạnh đi. Nhưng nếu tên này đã không đồng ý ra tay cứu người, vậy thì còn khách sáo với anh ta làm cái gì? Lão Võ nóng tính đáp. Chu Hoàng hỏi lại, ai bảo anh ta không đồng ý cứu người? Lão Võ sững sờ, anh ta đã đồng ý. Chu Hoàng gật gật đầu, anh ta đã đồng ý, có điều cần bố tôi tự mình đến tìm anh ta. Cái gì? Lão Võ sửng sốt, rồi sau đó giận tím mặt, tên này lấy mặt mũi ở đâu ra vậy? Thế mà dám bảo chủ nhân tự đến tìm anh ta? Anh ta cũng xứng. Lão Võ giận dữ gào lên, để tôi đi bắt anh ta lại. Chu Hoàng lạnh như băng nhìn theo bóng lưng Lão Võ, Lão Võ, nếu ông dám tự tiện hành động, tôi sẽ lập tức nói chuyện này cho bố tôi. Ông cũng biết, thân là người hầu của nhà họ Chu, nguyên tắc đầu tiên chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Lão Võ ngây người, sắc mặt cực kỳ khó xử. Lão Võ nuốt xuống tất cả giận dữ, tiểu thư, tên này có gì đặc biệt hơn người? Đáng để tiểu thư dùng thái độ này đối đãi với anh ta. Dù là thiên tài của gia tộc thượng cổ, lão nô cũng không thấy người có thái độ như vậy. Đôi mắt Chu Hoàng lập lòe, Lão Võ, Diệp Bắc Minh không giống những người khác. Những thiên tài của gia tộc thượng cổ kia làm gì có tư cách so sánh với Diệp Bắc Minh? Cái gì? Lão Võ nghẹn họng, không thể tin vào tai của mình, tiểu thư, người thật sự cho rằng như vậy. Thanh Huyền Tông, trong đại điện tông môn. Tất cả thái thượng trưởng lão đều ở đây. Sắc mặt của mọi người nghiêm trọng vô cùng. Mã trưởng lão liếc nhìn mọi người nói xem, chuyện này nên làm thế nào. Diệp Bắc Minh giết chết Diệt Tuyệt thượng nhân, hơn triệu đệ tử đã tận mắt thấy, chuyện này không thể giấu đi được. Tôi nghe nói Diệt Tuyệt thượng nhân có một người anh trai cực kỳ đáng sợ. Vương trưởng lão ở bên cạnh ngưng trọng, mã trưởng lão đang nhắc đến lão quỷ Hắc Sơn. Chính là người này. Mã trưởng lão gật đầu, nghe nói lão ta đã đến cảnh giới thánh chủ đỉnh phong. Chỉ cách cảnh giới thần vương có một bước. Trời ạ! À, mấy thái thượng trưởng lão đồng loạt hít sâu. Cảnh giới thần vương. Từ khi Thanh Huyền Tông thành lập tới nay, tổng cộng có không quá 3 người cảnh giới thần vương. Nếu lão quỷ Hắc Sơn thật sự có cơ hội bước chân vào cảnh giới thần vương, Thanh Huyền Tông tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Một thiếu phụ tuổi trung niên tràn ngập lo lắng, một khi bị người này biết Diệt Tuyệt thượng nhân chết ở Thanh Huyền Tông. Ô đạo sinh hừ lạnh, chuyện này thì có gì khó? Là Diệp Bắc Minh giết Diệt Tuyệt thượng nhân, chỉ cần chúng ta báo chuyện này cho lão quỷ Hắc Sơn. Dù lão quỷ Hắc Sơn thật sự hung tàn, sau khi giết chết Diệp Bắc Minh, chúng ta bồi thường lão ta thêm chút vật liệu thần khí và đạn dược, lão ta không có khả năng thật sự diệt Thanh Huyền Tông. Mọi người sững sờ. Đôi mắt già nua của vương trưởng lão lập lòe, ý ông là, giao Diệp Bắc Minh ra. Không được. Lãnh Nguyệt đẩy cửa đại điện ra bước vào trong. Đi theo sau còn có sát chủ. Hai người trực tiếp phản đối, chúng tôi phản đối giao Diệp Bắc Minh ra. Ô đạo sinh tức giận quát, Lãnh Nguyệt, sát chủ, hai người các bà rốt cuộc muốn bao che cho Diệp Bắc Minh đến khi nào? Lãnh Nguyệt liếc nhìn mọi người, chư vị thái thượng trưởng lão, Diệp Bắc Minh là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Chúng ta thân là thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Chẳng lẽ vì để bảo vệ cho chính mình mà giao đệ tử trong tông môn của mình ra ngoài sao? Khuôn mặt của sát chủ giận dữ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau Thanh Huyền Tông còn đứng vững thế nào nữa? Ai nấy cũng im lặng. Lãnh Nguyệt và sát chủ nói không sai.
Một lát sau, giọng của Vương trưởng lão vang lên, Lãnh Nguyệt, sát chủ, các bà đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Thiếu phụ trung niên cũng hừ lạnh, làm gì có ai không biết lai lịch tên Diệp Bắc Minh kia. Đây là con trai của Diệp Thanh Lam đi. Đã nhiều năm như vậy, mọi người mắt nhắm mắt mở còn chưa tính. Diệp Thanh Lam hại Thanh Huyền Tông chưa đủ thảm sao? Chúng ta không giết Diệp Bắc Minh, còn để anh ta gia nhập Thanh Huyền Tông tu võ đã đủ khách khí rồi. Bây giờ, Diệp Bắc Minh lại gây ra phiền toái lớn như vậy cho Thanh Huyền Tông, anh ta nên dùng mạng sống để trả lại. Tất cả mọi người không ai nói gì. Lãnh Nguyệt nhìn xung quanh, ai cũng đều nghĩ như vậy sao? Mấy người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, thiếu phụ trung niên, Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh đều lạnh mặt. Thế giới của người trưởng thành, không nói gì chính là đáp án. Sát chủ xoay người rời đi, tôi không thể để các người giao Bắc Minh ra ngoài. Lãnh Nguyệt cũng quay đầu bỏ đi, nếu đã vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Ô Đạo Sinh hừ lạnh, các bà muốn đi, e là chậm rồi. Một giây sau, đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, thiếu phụ trung niên, Ô Đạo Hành đồng thời ra tay. Uy áp ngập trời nghiền áp xuống, trong đại điện lập tức biến thành một đống hỗn độn. Chốc lát sau, kết thúc chiến đấu. Mã trưởng lão vung tay lên, tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão của hai người này, áp xuống tử lao. Lãnh Nguyệt và sát chủ mang theo đầy người máu me bị dẫn đi. Thiếu phụ trung niên không ngừng cười, bà ta sớm đã xem hai người kia khó chịu. Có điều, bà ta vẫn có vài phần lo âu, người phụ nữ nhà họ Chu kia hình như có quan hệ không tệ với Diệp Bắc Minh, ngộ nhỡ cô ta trách tội xuống. Ô Đạo Sinh hừ lạnh xoay người, sợ cái rắm chó, người phụ nữ nhà họ Chu kia đã đi rồi. Đến lúc cô ta biết được chuyện này, Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Hơn nữa là do lão quỷ Hắc Sơn ra tay. Chẳng lẽ cô ta sẽ thật sự vì một tên Diệp Bắc Minh mà đối đầu với thần kiếm môn sao? Mọi người sôi nổi gật đầu. Quả thực như thế. Người sống mới có giá trị. Một khi Diệp Bắc Minh chết rồi, Chu Hoàng cũng sẽ không vì một người chết mà gây khó dễ cho Thanh Huyền Tông. Từ nơi này đến thần kiếm môn, vừa đi vừa về cần tối thiểu 7 ngày. Vương trưởng lão nhíu mày, nếu như Diệp Bắc Minh muốn rời khỏi Thanh Huyền Tông thì sao? Chúng ta cũng không ngăn cản được anh ta. Ô Đạo Sinh nhếch miệng cười, vậy thì tìm một lý do, để trong vòng 7 ngày tới anh ta không có cách rời khỏi Thanh Huyền Tông là được, không phải sao? Nói như thế nào? Mấy người nhìn về phía Ô Đạo Sinh. Ô Đạo Sinh thần bí mỉm cười, Diệp Bắc Minh là con trai của Diệp Thanh Lam, anh ta đến Thanh Huyền Tông chẳng phải vì mẹ anh ta sao? Chúng ta chỉ cần nói cho thằng chó kia, Diệp Thanh Lam đã từng tiến vào tháp phù đồ. Không lẽ tên này sẽ không tiến vào tháp phù đồ sao? Mọi người đều biết, sau khi tiến vào tháp phù đồ có thời gian 7 ngày tồn tại. Hết 7 ngày, thằng này mới ra ngoài, phỏng chừng lúc ấy lão quỷ Hắc Sơn cũng đã đến. Sắc mặt của mọi người đều không hẹn mà cùng lập lòe. Bỗng nhiên, thiếu phụ trung niên nhíu mày, nếu như thằng này xông qua tháp phù đồ thì sao? Trái tim mọi người khẽ run rẩy. Nếu thật sự như thế thì quả là đáng sợ. Ô Đạo Sinh cười lạnh lắc đầu, chỉ có 7 ngày, tuyệt đối không có khả năng. Thằng này còn có khí vận như thế. Đây chính là bảo tháp để lại từ thời thượng cổ, Thanh Huyền Tông suýt chút nữa nhờ tháp phù đồ mà trở thành thế lực có thể sánh bằng gia tộc thượng cổ. Đáng tiếc, hay. Thở dài một tiếng. Sắc mặt ai nấy cũng trở nên chán nản. Con người Mã trưởng lão ngưng lại, nếu đã vậy, để Diệp Bắc Minh đi tháp phù đồ. Tôi sẽ tự mình đi nói chuyện này cho Diệp Bắc Minh. Mã trưởng lão nhìn về phía Ô Đạo Sinh, Ô trưởng lão, làm phiền ông đi thần kiếm môn một chuyến. Ô Đạo Sinh suýt chút nữa nhảy dựng lên mắng chửi người. Đù má! Để ông đây đi thần kiếm môn thông báo cho lão quỷ Hắc Sơn. Ngộ nhớ lão già kia quá phẫn nộ mà giết chết ông ta thì sao? Tôi không. Ô Đạo Sinh đang muốn từ chối, Ô Đạo Hành liền lắc đầu với ông ta. Ô Đạo Sinh thấy thế, đành phải cắn răng đồng ý, thằng chó kia, mày chờ đấy, 7 ngày sau chính là ngày chết của mày. Trong đại điện trên Nguyệt Phong, tháp phù đồ, nhìn Mã trưởng lão đột nhiên đến thăm trước mắt, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Mã trưởng lão nở nụ cười, Diệp Bắc Minh, từ thời thượng cổ, tháp phù đồ đã ở Thanh Huyền Tông rồi. Nếu không phải bởi vì tháp phù đồ bị phong ấn, địa vị của Thanh Huyền Tông chúng ta còn ghê gớm hơn thần kiếm môn.
có thể sánh vai với gia tộc thượng cổ. Vào thời thượng cổ, đệ tử chỉ cần tiến vào tháp phù đồ sẽ có thể nhận được đủ loại truyền thừa. Hay! Mã trưởng lão thở dài, chỉ tiếc, không biết vì nguyên nhân gì mà tháp phù đồ lại xảy ra vấn đề. Hiện tại tháp phù đồ có vài phần nguy hiểm, nhưng chỗ tốt vẫn giống như thời thượng cổ. Dựa theo quy củ, đệ tử nội môn xếp hạng trước 100 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền mới có tư cách tiến vào tháp phù đồ. Chúng tôi không hề nghi ngờ thực lực của cậu, nếu như cậu có thể bước vào bên trong tháp phù đồ và lấy được truyền thừa, chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn cho con đường võ đạo của cậu. Diệp Bắc Minh cười hỏi lại, Mã trưởng lão quan tâm tôi như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Mã trưởng lão sững sờ. Diệp Bắc Minh cứ thế nhìn chằm chằm ông ta. Ánh mắt không hề trốn tránh. Mã trưởng lão hơi chột dạ, đôi mắt không nhìn được mà quơ quơ, tên này xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ cảm thấy có vài phần nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão phu thế? Quên đi, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi. Mã trưởng lão âm thầm lắc đầu, mỉm cười, cậu là hạt giống tốt, chắc chắn có thể đi cao và xa hơn. Chỉ cần sau này cậu quật khởi, đừng quên Thanh Huyền Tông là được. Ồ, vẻ mặt Diệp Bắc Minh có vẻ chẳng để tâm. Anh đã có tháp Càn Khôn Trấn Ngục rồi, còn cần tháp phù đồ gì đó làm chi nữa? Truyền thừa ở bên trong tháp phù đồ không lẽ còn trâu bò hơn tháp Càn Khôn Trấn Ngục được hay sao? Mã trưởng lão thấy Diệp Bắc Minh không quá hứng thú, thần bí cười một tiếng, Diệp Bắc Minh, bổn trưởng lão lại nói cho cậu biết một chuyện. 24 năm trước, mẹ cậu Diệp Thanh Lam cũng từng tiến vào tháp phù đồ, thanh kiếm long đồ trong tay cậu cũng chính là do bà ấy đem ra từ bên trong tháp phù đồ. Cậu không muốn tiến vào xem thử hay sao? Cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng thay đổi. Anh không có chút hứng thú nào đối với tháp phù đồ. Nhưng mà, những gì Mã trưởng lão vừa nói mới chính là điểm mấu chốt lay động được anh. Mã trưởng lão thấy Diệp Bắc Minh đã mắc câu, cười nhạt, tháp phù đồ nằm ở ngay bên trong cấm địa của Thanh Huyền Tông, cầm tấm lệnh bài này là cậu có thể xuyên qua không chút trở ngại. Lão phu chờ cậu ở bên ngoài tháp phù đồ. Xoay người rời đi. Mã trưởng lão biết, Diệp Bắc Minh nhất định sẽ tới. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên, nhóc con, người này hơi có vấn đề. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi nhận ra rồi. Nếu như mẹ tôi thật sự từng tiến vào tháp phù đồ, vậy thì chắc chắn tôi cũng sẽ phải vào xem thử, lỡ như bà ấy có để lại manh mối gì đó thì sao? Tháp phù đồ, vẫn cần phải ghé một chuyến. Diệp Bắc Minh cúi đầu, nhìn tấm lệnh bài mà Mã trưởng lão cho anh. Trong lòng đã đưa ra quyết định. Vương Như Yên đi đến, có chút phiền lòng nói, tiểu sư đệ, Mã trưởng lão này tuyệt đối không có ý tốt. Tháp phù đồ quả thật rất nổi tiếng ở Thanh Huyền Tông. Cũng đúng thật như lời Mã trưởng lão nói, là được truyền thừa xuống từ thời thượng cổ. Thế nhưng theo chị biết, nhiều thế hệ đệ tử của Thanh Huyền Tông sau khi tiến vào tháp phù đồ, không có mấy ai có thể hoàn hảo không chút thương tổn mà bước ra ngoài. Diệp Bắc Minh nhướng mày một cái, thập sư tỷ nói vậy là có ý gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đông cứng lại, tuy rằng bên trong tháp phù đồ có cơ duyên cực lớn, nhưng mà cũng mang theo vô vàn nguy hiểm. 10 người sau khi bước vào tháp phù đồ, ít nhất phải có đến 5 người không ra được. 5 người ra ngoài thì hết 3 người tàn phế, kể từ đây không thể tiếp tục trên con đường võ đạo. 2 người còn lại, có 1 người chẳng thu hoạch được gì. 1 người khác cũng chỉ lấy được vài thứ truyền thừa không đáng kể, sao có thể so với những nguy hiểm đã phải trải qua cho được. Hoàng hậu Hồng Đào kéo lấy tay Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, chị cũng nghe thấy chuyện này. 3 người bọn chị đã trải qua hơn nửa năm ở Thanh Huyền Tông, hiểu biết rõ về tháp phù đồ hơn em nhiều. Em phải tin tưởng bọn chị, tuyệt đối không nên tiến vào tháp phù đồ. Lục Tuyết Kỳ phun ra một câu, tiểu sư đệ, dựa vào thực lực của em hiện tại đi vào tháp phù đồ còn có thể tự vệ. Nhưng mà lỡ như có nguy hiểm thì sao? Bát sư muội nói đúng. Khương Tử Cơ gật đầu. Liễu Như Khanh cũng khuyên bảo theo. Hy vọng Diệp Bắc Minh sẽ thôi không tiến vào tháp phù đồ. Diệp Bắc Minh yên lặng trong chốc lát, các vị sư tỷ, cảm ơn ý tốt của mọi người. Mẹ em đã từng đi vào tháp phù đồ, còn từ bên trong đem ra được kiếm đoạn long. Nếu như em tiến vào đó, nói không chừng sẽ tìm được manh mối của mẹ em. Nhưng mà, mấy vị sư tỷ vây xung quanh Diệp Bắc Minh. Xin các sư tỷ hãy yên tâm, em sẽ không chết ở bên trong tháp phù đồ. Hoặc là trở thành tàn phế đâu.
Diệp Bắc Minh tự tin 10 phần. Có tháp càn khôn chấn ngục trong tay, cho dù là một cái tháp phủ đồ thì sao chứ? Vài vị sư tỷ trố mắt nhìn nhau. Thấy Diệp Bắc Minh kiên trì như vậy, bọn họ cũng không nhiều lời nữa. Bọn chị sẽ canh giữ bên ngoài tháp phủ đồ, một mực chờ đến khi tiểu sư đệ ra ngoài rồi mới thôi. Khương Tử Cơ trịnh trọng nói. Đột nhiên, từ phía sau truyền tới một giọng nói, tôi cũng muốn đi. Mọi người quay đầu lại, Hạ Nhược Tuyết đi tới, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một thân váy dài trắng tinh khiến cả người cô ấy trông có vẻ càng thêm tao nhã. Vương Như Yên cười hì hì một cái, tiến lên kéo lấy cánh tay nhỏ bé của Hạ Nhược Tuyết, em dâu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi, lăn lộn mấy tiếng liền em không mệt à. À, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết ngay lập tức ửng đỏ lên. Trái tim nhỏ nhắn nhảy nhót điên cuồng cứ như là con nai con vậy. Vẻ mặt Khương Tử Cơ vô cùng nghiêm túc, được rồi thập sư muội, đừng có trêu chọc Tuyết muội muội nữa. Tiểu sư đệ phải đi tháp phủ đồ, mọi người đang bàn chính sự kia. Được thôi. Chóp mũi Vương Như Yên giật giật, có chút hâm mộ nhìn Hạ Nhược Tuyết một cái, nghĩ, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sao tiểu sư đệ lại không ra tay với mình cơ chứ? Cấm địa Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh cầm lệnh bài của Mã trưởng lão trên tay, một đường đi sâu vào bên trong. Nhiệt độ bốn phía ngày càng cao. Cây cối cũng càng ngày càng thưa thớt. Cấm địa của Thanh Huyền Tông, thế mà lại là một mảnh vành đai núi lửa. Đằng trước từng ngọn núi lửa nhô lên, dung nham tuôn trào ra không ngừng. Ở vị trí chính giữa, hội tụ thành một cái hồ dung nham nhiệt độ cao đến mức dọa người. Tại khu vực trung tâm của hồ dung nham, có một cái quảng trường to lớn hình tròn. Trên mặt đất lộ ra hoa văn thái cực bát quái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.